Chúng ta bây giờ gặp Phật Pháp rồi, cái độ là tự mình độ mình đó. Quý vị coi trong cái mùa dịch, thầy trò xa cách nhau. Thấy chưa quý vị? Lúc bình thường gì? Gặp nhau ngồi sát bên nói chuyện, kẻ thở người hít. Nhưng mùa dịch, thầy trò gặp nhau bịt khẩu trang. Vị nói phải hư tình giả ý không? Nếu mà tình cảm chân thật sao mà không hít nhau đi? Mà lại che nhau lại hết trơn, quý vị công nhận không? Vậy mà lúc bình thường thì thầy trò ngon lành, rõ ràng nhìn ra, rõ ràng mình tự độ mình. Chứ đi kiếm ai độ mình bây giờ? Quý vị coi bây giờ, nếu mà là người ta độ mình, cái bên ngoài độ mình, vì sao mình nuôi con, mình nuôi chồng nhiệt tình hết lòng, mình nuôi vợ, mình nuôi con hết lòng nhiệt tình, mà khi mình đau tại sao không đỡ một chút bệnh cho mình? Quý vị thấy khi gia đình người thân bệnh đau, quý vị có đỡ được chút nào không? Gia đình người thân mình gần chết, mắt mình nhìn rõ ràng họ luôn, chúng ta không phụ thở giùm giúp họ một hơi được luôn. Chúng ta dùng cặp mắt nhìn họ từng hơi thở thoi thóp để rồi chết trước mắt mình. Dù mình là một bác sĩ cực kỳ giỏi, đã cứu rất nhiều người hết bệnh, nhưng người thân mình nằm trước mặt mình thoi thóp từng hơi thở, chúng ta chịu bó tay và nhìn người thân mình ra đi trước mặt mình luôn. Quý vị thấy có ai mà chia chúng ta được cái hơi thở gần chết? Có ai mà chia bớt cái bệnh đồ cho nhau được không? Vậy thì trong cái cuộc đời này, tất cả tình thương của chúng ta đến với nhau là do duyên hợp thì gặp. Thấy không? Đã là duyên hợp thì gặp, hiểu được nguyên lý này rồi, thì sao chúng ta mỗi người lại vì người thân mình mà bỏ tu? Vì người thân mình trở ngại mà bỏ tu? Mình bỏ tu là mình thiệt thòi. Vì con đường này là con đường mình phải tự đi, họ không có đi giùm cho mình, họ có cản cỡ nào thì đây chỉ là cái cản bên ngoài. Chúng ta không thể nào bị họ đột phá từ bên tâm bên trong được. Chúng ta phải duy trì cái tâm tu. Vì con đường này cuối cùng mình đi, mình nói họ không hiểu, không cần phải nói nhiều nữa. Tôi đi con đường này vì sao? Tôi nói thiệt cho ông biết, tôi làm vợ của ông, tôi làm chồng của bà, nhưng tôi nói thiệt mà cho bà biết. Khi tôi bệnh đau, bà không có chia cho tôi, ông không có chia cho tôi. Xạo. Lúc bình thường còn trẻ, lợn hung tan cái. Anh yêu em. Thì ghê. Lúc ta bệnh đau, anh bây giờ anh cũng thấy chia bệnh cho em, anh cũng chia. Nhưng mà xạo có chia được miếng nào đâu. Mình đau muốn chết luôn. Mà nó nạp vô cái tư tưởng ái nhiễm đó cho mình, mình cảm động. Mình lại nói lại câu, anh ơi anh đừng nói gì. Em thương anh, em đau đớn cỡ nào em cũng chịu chứ. Miếng anh phải mạnh là được rồi. Thằng chồng nói, anh muốn chia cho em, chia bớt, em chia cho anh đi. Bây giờ đem cái đau cho anh hết đi. Nó nạp cho mình thứ ác không. Nó không có chia một chút gì mà nó nạp mình cái thứ ác không à. Cuối cùng cái tâm ái nhiễm mình nó bám víu vào. Khi mà mình gần chết thì sao? Mình gần chết thì anh ơi anh, em nguyện đợi đợi kiếp kiếp sẽ làm vợ của anh. Trời, kinh khủng không? Tại vì lúc mà bệnh nó nói tình cảm với mình quá trời. Khi mình dính tình cảm, dính tình cảm thì bắt đầu là khi mình gần chết là mình bị cái ái tình nó buộc mình tới cuối cùng luôn. Nó dứt một phát nữa, nó ác đến mức mà không tưởng tượng được. Đời này làm vợ nó te tua mà nó còn chọt thêm mấy câu nó để cho chúng ta phải đời đời cái kiếp làm vợ nó nữa. Chúng ta vì mấy câu đó thôi mà chúng ta đời đời kiếp kiếp phải làm vợ nó, để nó hành hạ mình. Thì thấy chưa? Rồi thí dụ như có nhiều người vợ nói, em yêu anh nhất trên đời, khi anh chết đi em sẽ không bao giờ nhìn thằng nào nữa. Mình chết chưa được 49 ngày nó cặp tay đi với thằng khác mất tiêu. Cái tâm đó quý vị biết nó bỏ vào cho quý vị, thì bị chết thì bị liếng ái. Mà liếng ái thì bị làm ma. Bị làm ma đi theo vợ hoài. Gặp vợ mình nói chuyện với thằng khác, bay vô wow mà đâu có dính ai đâu. Thấy vợ mình ngủ với thằng khác, mình tức,
mình làm ma mình ghen mình tức, nhưng mình không có đụng được người ta. Cái này mới là thê thảm nè, thê thảm dữ lắm nè. Nên mấy cái bà mà chồng chết sớm, mấy bà đừng có lạng quạng, nó đi theo mấy bà đó. Đừng có nói chuyện giỡn chơi, nó đi theo mấy bà đó. Nó ái nhiễm nó đi theo, quý vị biết không? Đó, nên cái ái nhiễm trong cái cõi đời này ghê lắm. Thấy chưa? Không, bây giờ nói là trẻ già với nghe những điều này vẫn là thích. Tại vì sao? Tại vì nó là nhắc nhở mình để giác ngộ nhân sinh mà. Nhắc nhở mình giác ngộ nhân sinh để mình an lạc, mình vui á, hiểu chưa? Để mình sống trong cuộc đời này mình gặp hoàn cảnh gì mình cũng vui chứ. Hôm nay chồng đang sống bên mình chứ tự nhiên ngày mai chồng chết queo nó, hiểu rồi. Giác ngộ nhân sinh. Nó chết queo rồi, chết rồi. Chết hả anh? Chết chưa? Nó tao lúc nó nói chưa. Em có vài lời gì nói với anh hay không? Anh sắp chết rồi nhưng anh muốn nghe những lời tặng đáy lòng của em nói với anh. Mình nói không có nói gì chứ á. Chết thì chết vứt cho rồi đi, nói dòng do tâm quá cái gì. Thấy không? Tôi sống với ông bao nhiêu năm nay tôi nhìn thấu rõ ràng rồi. Tôi khuyên ông niệm Phật, ông cố gắng. Bây giờ ông nghe lời tôi nè, ông niệm Phật ông về cực lạc đi. Chứ ông đừng có trông mong tôi nói cái lời ăn tình gì với ông. Dạ đó, tôi không có nói ăn tình gì với ông đâu. Còn muốn chết thì cứ chết đi. Rồi chết xong thì đi đâu thì tự ông chọn. Còn tôi khuyên ông là niệm Phật sanh cực lạc đó. Ông chọn đi, chứ ông đừng có làm cô hồn đi theo tôi vất vơ vất vưởng khổ dữ lắm. Tôi cũng không mong muốn điều đó đâu. Còn nói mà nói gì đời đời kiếp kiếp làm vợ chồng tôi sợ rồi. Xong á, nó trả lời nói tại sao ngày xưa em đã từng hứa hẹn với anh mà nói, ngày xưa tôi không hiểu. Không hiểu tôi hứa hẹn tùm lum chân bây giờ á. Xí bùm bùm ma má chết chùm. Xí xó. Quá giải lời hứa đó. Nhớ nghe, tôi không có hứa gì nữa chân á. Tôi bây giờ là tôi về cực lạc thôi. Ông muốn gặp tôi không? Muốn, anh muốn gặp em. Về cực lạc gặp tôi. Về chảnh trước đi. Hẹn gặp chảnh nghe. Bây giờ ông có niệm ai với Đà Phật đi. Ông về cực lạc đi rồi về chảnh gặp nhau. Muốn làm gì làm. Nói câu vậy đó. Nói một câu gì với người mà chưa hiểu sâu sắc. Ông về chảnh đi rồi gặp nhau muốn làm gì làm. Nhưng mà nói về chảnh nó là Bồ Tát nhất sanh bộ xứ làm gì nữa. Hiểu chưa? Hiểu không? À, dẫn dụ niệm Phật đi về cực lạc đi. Ví dụ như bây giờ nó không dẫn sanh thì cực lạc, mà văn danh thì được phước nó lên cõi trời hoặc cõi người cũng ngon. Còn bây giờ nó không niệm Phật nó là đọa khổ. Hiểu không? Miễn giúp người ta là giúp tốt rồi. Mình nói một câu để cho họ niệm Phật cũng tốt hơn là mình nói thẳng quá mà họ không niệm Phật. Hiểu không? Ông thương tôi lắm không? Ông niệm Phật đi. Ông niệm Phật đi về chảnh này vợ chồng gặp nhau. Vợ chồng gặp nhau hạnh phúc lắm. Tự nhiên nó nghe vậy nó phái nó niệm Phật. Tại vì nó đâu có phát nguyện sanh cực lạc thì văn danh thì nó sanh cõi trời cũng ngon. Đỡ khổ hơn là đi đọa lạc, hiểu không? Hoặc làm người cũng có cái duyên niệm Phật rồi. À. Vậy đó ha. Đúng không? Đó. Không nói vui vui vậy chứ chỉ đó. Chứ không phải là nói bậy nói bạ đâu. Chỉ đó. Nhớ tắt quạt. Hạ xuống chút. Nên từ nơi đó mà mỗi một con người chúng ta mà khi nghe Phật Pháp gì nè, quý vị biết rằng là những Đức nói, những cái điều nói như Đức là nó đang xác thực trong cái cuộc sống này thôi. Nó nói gì cao xa. Những Đức nó thật sự mà nói. Những Đức ở trong chùa, những Đức học Phật, chứ những Đức thấy Phật Pháp dễ học lắm. Có nhiều người sao tôi thấy Phật Pháp khó quá, kỳ cục quá. À, vì thấy những Đức học Phật có vị thấy vui mà tự tại ghê không? Đi sẹt 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 sẹt. Giống hệt con hồn vậy chứ. Không có hoài nghi gì chứ. Sao quý vị cũng phái những Đức à? Thấy chưa? Chắc là con người bây giờ nó phái tăng phái tào lao thì sao?
Hiểu chưa? Học phái cái gì đó. Nhưng quý vị nhớ nghe, tất cả những gì những Đức nói, nó thì chung chung vậy đó, nhưng mà cái ý của nó ở trong kinh của Phật và lời tổ sứ, nó đang dẫn dắt quý vị đi đến chỗ giải thoát. Chứ nó không phải là khô cứng cứng ngắc mà quý vị không muốn tu, mà quý vị nghe những Đức vị lại tu. Lạ gì đó. Chưa. Thì bây giờ nhìn đi, nhìn đi, ai cũng cười chứ. Bây giờ giảng gì là ngon rồi. Vậy mà có nhiều người nói giảng cái gì đâu, thì kệ tôi giảng gì đâu, miễn ta nghe được. Hiểu không? Không, người ta có duyên với mình, với người ta nghe người ta hiểu. Còn người ta không có duyên mình, ta không có hiểu. Thấy mình nói gì đâu à, bậy bạ gì không, là bậy bạ tá lả âm binh, không hiểu. Hiểu không? Nó bây giờ những Đức nói quý vị nghe, bây giờ quý vị đơn giản nhất tiêu khiển thời gian mà mỗi tuần chủ nhật đi đến đây cười cũng ngon. Đơn giản. Bây giờ quý vị đi mua một cái vé đi vô, quý vị coi hài hước đi. Những Đức nói quý vị cũng tốn tiền mua vé mà nó hài chút á, thì nó nói nó không có vô vào nhân sinh giải thoát, đúng không? Còn quý vị đi đến đây đâu cần mua vé đâu, còn để cơm với ăn miễn phí. Câu giận không? Đi coi nè, nghe pháp vì, phóng sanh vì, ăn cơm vì, ngủ vì. Vì hết luôn. Đi coi đó, đúng là đặc biệt không? À, còn tất cả những cái gì vị làm là cho mình đó. Tu phước tu duyên là cho mình, còn ở đây người ta làm, người ta có, người ta có cái chuyện mà tính toán quý vị là một người đi đến đây đóng bao nhiêu đâu. Rõ ràng bây giờ quý vị đi đến một cái gặp nào chăng nữa, nó đâu có cái tình cảm mà chúng ta gặp nhau mà vui cười gì đâu quý vị. Mà nó có cười đi chăng nữa, cười chúng nó khô khan lắm. Ban đầu thì nó cười, mà cười chúng rất là khô khan, vì nó không đi vào trọng tâm của giải thoát. Và cái cảm giác của khi mà nói vui vậy, nó chưa phải mở tâm giữa con người đến với con người, nên nó không có cảm hóa với nhau được. Còn cái này là người ta do dùng tâm cảm tâm, dùng mắt nhìn nhau. Thấy chưa? Dùng tâm cảm tâm mà dùng mắt nhìn nhau, đúng là nó có một cái sự giao tình ấy, không đơn giản. Dùng mắt nhìn nhau, tự nhiên một hai con mắt nhìn bao nhiêu con mắt. Mà công nhận nghe, khi con hai con mắt mà nó đủ lực, nó có thể bao trùm bao nhiêu con mắt khác luôn. Quý vị nên phát triển cái khả năng đó đó. Hiểu không? À, thiệt á. Ngày xưa hai con mắt mình nhìn hai con mắt người khác đó mình đã rung. Nhớ hồi xưa mới yêu không? Mình trai mà mình thấy nhỏ gái mà mình lỡ mình chọc nó, mình nói chuyện mình nó rung à. Ở nhà tính quá trời, lỡ gặp quên mất tiêu. Thấy chưa? Rung. Vậy mà bây giờ học Phật lại, thay đổi tư tưởng lại, thấy không? Niệm niệm gì người, tức khắc hai con mắt này nhìn bao nhiêu con mắt khác. Nhìn rất là tự nhiên mà còn long lanh. Thấy chưa? Thấy không? Công nhận không? Tại sao quý vị không học cái môn này đi? Cái môn này là cái môn số 1 đó. Cái môn mà trước mặt bao nhiêu người vô cùng bình tĩnh, an lạc và tự tại, tự nhiên và thoải mái. Thôi cái này mới là cái tuyệt vời của Phật Pháp chỉ chúng ta nè. Vừa giác ngộ thân tâm mình mà vừa giác ngộ thân tâm người khác. Quý vị coi bây giờ chúng ta ngồi đây là giác ngộ rồi đó. Cười không phải giác ngộ chứ gì. Quý vị biết rằng cái thế giới cực lạc á, vì sao nó vui cùng cực không? Vui là cừ. Quý vị nói không, không có cừ. Có cừ. Chứ không lẽ bây giờ họ trong thiền định, họ an lạc tự tâm mặt không cừ. Họ phải cừ. Tại vì tâm vui, mặt mới vui. Chứ tâm buồn, mặt có vui bao giờ. À, thấy chưa? Hiểu không? Quý vị công nhận không? Nó nịt. Khi đi đến đây là nó giải tỏa cái tâm, nên gương mặt nó rất là tươi. Khi quý vị quay phim, quý vị thấy rõ ràng trong cái hội chúng này, quý vị quay phim, quý vị rất đẹp. Vì tâm quý vị lúc này nó giải tỏa hết. Nó giải thoát cái tâm u uất rồi, nó mới hiện cái gương mặt vui. Mà những Đức nói quý vị nghe, quý vị vô đây là những Đức thấy cặp mắt quý vị rất đẹp. Khi con người mình mà cái cặp mắt nó có thằng, có hồn, có lực, là gì phải không? Tâm nó an lạc. Khi tâm nó an lạc, cặp mắt nó rất là tươi. Khi tâm nó buồn là cặp mắt không? À, tâm buồn là cặp mắt mình
Thật sự mà nói nó bây giờ nó muốn giả trang cũng không được. Bây giờ thật sự mà nói cái tâm buồn không thể nào lên đây một tiếng mấy đồng hồ mà nói chuyện với quý vị mà lúc nào cũng vui, đúng không? Nó hồi nãy cúp điện một phát một đắp cái câu y cái câu kia, đúng không? Nó rất phù hợp á. Đó là gì? Là cái tâm nó khi lên đây nó đã an định. Còn nếu không á là nó bị lạc đề liền. Nó lạc đề liền, mất tần số, đúng không? Nên những đức nói cái tần số ai với đạo Phật nó dò đài ác đạn lắm. Hiểu biết. Vì mà niệm một câu ai với đạo Phật này thôi dò đài mà đến nỗi mà tới cái quốc độ của chư Phật khác luôn. Vì sao? Vì quý vị phải biết rằng là cái bổ nguyện của Di Đà đó là một cái bổ nguyện của Ngài mà câu thông với tất cả những cái bổ nguyện của Phật quốc độ khác luôn. Nên quý vị chỉ cần niệm một câu ai với đạo Phật là quý vị đang kết giao tần số cùng với 10 phương chư Phật luôn. Không có chuyện giỡn chơi đâu nghe. Tại sao bị vô đây bị ngồi bị cảm giác nó tuyệt vời lắm. Dù bây giờ buồn ngủ bị ngủ tại chỗ này bị cũng cảm thấy bình an. Không dễ đâu nè. Ở nhà mà khi mà nằm trong phòng mà ngủ không được, mà tại sao vô đây mà nó ngủ được? Là tại nó an tâm mà nó mới ngủ. Có những người mà ta ngồi đây nghe nói chuyện ầm ầm vậy đó mà ta ngủ ngon lành. Có cái bà đó bà nói thầy ơi, con có một cái nghiệp, con rất thích nghe thầy giảng, nhưng mà mỗi lần con đến nghe thầy giảng là con ngủ. Ở nhà không bao giờ ngủ được, nên con thích đi đến đây ngày Chủ Nhật để con ngủ được giấc. Nhưng Đức đó chúc mừng bà, bà cứ như vậy mà làm. Tại vì sao? Bà vui. Bà nói là ở nhà bà ngủ không được, nhưng mà nghe những Đức nói chuyện là bà ngủ được. Bà hỏi gì sao kỳ vậy thầy? Những Đức nói cái con ma ngủ nó phái nghe những Đức nói chuyện. Bà hiểu chưa? Nó bước ra khỏi bà, nó để cho bà ngủ, còn nó thì nghe. Nó nên từ nơi đó đó mà bà đi đến đây á, là tự nhiên cái bà cảm giác bà bình an lắm. Mà bà ngủ, bà ngủ ngon lắm, mà bình an lắm, đúng không? Mà bà ngủ xong mà thức dậy bà rất khỏe và rất tỉnh, đúng không? Bà nói đúng rồi thầy, con đến đây con nghe pháp như người ta mà xong con sảng khoái lắm thầy. Nói trời ơi, bà cũng sảng khoái nữa, ngủ rồi cũng sảng khoái. Nó nói cái này chắc cả đám ngủ hết trơn luôn. Thì biết rằng đó là cái cảm giác người ta thiếu thốn, quý vị, thiếu thốn ngủ mà đi đến đây được ngủ con giấc nó sướng quá, thấy không? Bà từng nào bà cũng đến mà từng nào bà cũng ngủ. Những Đức nói bây giờ bà thay đổi địa điểm đi. Bà cứ nghĩ rằng là bà lúc nào cũng ngủ, thì bà tìm cái kẹt để bà dựa bà ngủ, không thì nó ngủ hoài luôn. Bà biết rằng bà vô cái kẹt bà ngồi á, bà phải đủ lực. Bà phải đủ lực. Tại vì mấy con ma ngủ, mấy con ma mà nó làm biến nó cũng đi vô kẹt ngồi không. Mà mình mà vô đó mình ngồi thì mình kết hợp với nó thổi thổi qua thổi lại mình ngủ sạch nhách chứ. Hiểu chưa? Nên từ nơi đó bà thay đổi địa điểm khác, bà ngồi. Nó nói con, nó thật sự thầy con rất chậm chạp. Con muốn thay đổi địa điểm mà tụi con không có cơ hội đó luôn đó thầy. Thì những Đức nói rằng bà yên tâm, có mình bà có sao đâu. Thì bà chờ người ta ngồi xong hết trơn đi, bà lỡ ngay cái lo bà ngồi. Bà quá buồn ngủ rồi, bây giờ cái đạn bắn phải mạnh hơn. Cái người mà ngủ ít thì người ta đi ngồi xa xa lo không sao. Còn bà quá buồn ngủ rồi, bà chơi cái lỗ tai ngay cái lo nó bà mầm ngay lỗ tai, bà thử bà ngủ nữa không? Đúng không? Thay đổi địa điểm thử cái mình còn ngủ nó không? Tại vì nguyên khoảng thời gian đi đến đây là ngủ ngon thôi, cứ như vậy mà làm thì bà không đạt được cái việc mà tu giải thoát. Nó được lợi ích cho bà là ngủ được nhất. Những Đức khuyên bà là bà nên lỡ nghe pháp, đừng có ngủ nữa là tốt nhất. Bây giờ thay đổi địa điểm đi. Mà nằm ngủ trước mặt bao nhiêu người thì cũng ngại nên không dám ngủ. Chứ bà từng nào bà cũng không có tin rằng là bà thức được, bà cứ ngủ nên bà vô cái kẹt không à. Bà cứ là một là ra sau phía sau bằng linh. Chậu là thờ lựa chỗ ác độc. Ra phía sau bằng linh mới ngồi, mới ra ngoài cái vị trí nào bà chui vô cái phòng ở trong bên ngồi ở trong á, còn chú bà ngủ khò khò. Mà bà nói ngộ là lạ lắm thầy. Mà mỗi lần mà thầy giải xong là con giật mình. Bà cô quý vị, mỗi lần giảng xong là hồi hướng đó, đúng không? Ừ đúng á, hồi hướng. Mỗi lần hồi hướng là con giật mình liền à thầy, là con chắp tay ngay ngắn lắm.
Nói đúng rồi, bà đủ lực ngủ nguyên nguyên suốt thời gian, bà khỏe quá mà. Bà nên bà chấp tay ngay là ngay ngắn lắm đúng không? Tỳ hỷ công đức đó đúng không? Bà nói à đúng rồi thầy, tỳ hỷ. Bà dễ ăn quá ha. Trời ơi, gì đâu mà không không có chịu á. Không có chịu bỏ công mà muốn hưởng thành quả không à. Nó làm gì có cái chuyện mà người ta làm nguyên một buổi, còn bà chạy đến là bà ăn phần của người ta, mở cửa đó đâu. Dù là tùy hỷ nhưng mà cái đó là cái nó gọi là phương tiện quá. Phương tiện quá. Giống như từ ý niệm của tâm người ta làm được mà mình trở ngại gì đó mình làm không được, nên tùy hỷ thì được. Còn bây giờ mình làm được mà mình không cố gắng mà đi tùy hỷ, hiểu chưa? À, tùy hỷ gì không có đạt. Giống như mình đi ngang một cái chỗ nào đó người ta đang làm thiện, hoặc là người ta đang bỏ tiền một số tiền người ta làm thiện mà mình không có tiền hết trơn, mình tùy hỷ là đúng. Còn dưới cái khả năng mình làm được mà mình không làm mà tùy hỷ là không có đúng, hiểu không? Cái chữ tùy hỷ trong nhà Phật là phải là giác ngộ tùy hỷ, chứ không phải là mê hoặc tùy hỷ đâu chợ, hiểu không? Đó, nhớ. Nên chúng ta nghe đạo mà gì á, quý vị thấy nó giải tỏa rất nhiều thứ không? Bởi vì quý vị đến đây ngày Chủ nhật á, tại sao mà vui dữ à? Cái trong tâm á, nó giải tỏa hết trơn. Vừa gặp những đức một cái là nó giải tỏa. Đúng không? Nói, ủa sao thầy nói tự tin ghê luôn. Không tự tin sao nói. Tại vì sao? Quý vị phải tin 100%. Quý vị muốn giải tỏa những người khác là bản thân quý vị phải giải tỏa. Quý vị trước nhất là bản thân mình luôn luôn duy trì được cái niềm vui của mình, là tức khắc quý vị có cơ hội giải tỏa cho người ta. Dù người ta có nằm lết bánh lúc đó đi chăng nữa, nhưng riêng quý vị phải đứng cho chắc, thì nhất định họ sẽ đưa tay lên để cầu cứu. Lúc đó mình đủ lực để cứu. Còn nếu nó không đưa tay, không đưa tay thì khỏi, khỏi cứu. Chừng nào mày đưa tay tao cứu, đúng không? Thí dụ như một dĩa đồ ăn ngon vô cùng đúng không? Mình ăn ngon quá, thấy nó nhìn, mình cứ ăn bình thường, nó nhìn tiếp tục. Mình hỏi muốn ăn không, nhìn hoài à. Hôm nay không, không thôi đi chỗ khác chơi, đúng không? Mình cứ tiếp tục mà ăn. Chừng nào nó nói cho tôi xin thì mình nói ở à, đây chia cho ông biết. Phật pháp là như vậy đấy, nó là Phật độ người có duyên, có duyên mới độ được, hiểu không? Nên cái câu đầu nãy như Đức nói là dù ông thầy dạ dẫn dắt mình, ông rớt cái rầm, ông nghỉ tu, quý vị phải tu nghe. Ai ăn nấy no, ai tu nấy chứng. Đó. Hãy nhớ đó, cái này là cái quan trọng đó quý vị à. Nếu như chúng ta mà nhận thức được chỗ này, đừng có nói là trưởng đoàn. Cả ông thầy bây giờ hướng dẫn mình, ông nghỉ tu, mình còn tu mà. Mình vẫn duy trì cái pháp mình tu. Tổ sư nói một câu rằng Phật Thích Ca Mâu Ni ngày xuống thế, ngài nói ta có một cái pháp đặc biệt hơn niệm Phật trao cho con nè. Chúng ta quỳ xuống đảnh lễ ngài ba lại, nói rằng từ ban đầu con nghe ngài dạy thờ mộc pháp niệm Phật thành tựu, con đã phát nguyện niệm Phật sanh cực lạc rồi. Bây giờ ngài nói lại là có cái pháp còn đặc biệt hơn tịnh độ nữa. Thôi con đã phát nguyện rồi, xin ngài để cho con tròn cái nguyện niệm Phật sanh cực lạc. Nói đến mức này rồi còn gì nữa, cực điểm rồi còn gì nữa. Vậy thì có những người hỏi rằng bây giờ con tu giữa chừng con bị trở ngại về tâm, hoặc là bị hương linh nhập, bị này bị kia, đó là gì? Nghiệp quan gia. Vậy thì nghiệp quan gia này hóa giải bằng cách nào đặc biệt nhất? Niệm Phật. Niệm Phật. Niệm Phật, tâm thiện, ăn chay phóng sanh, đem những cái thiện tâm đó hồi hướng cho quan gia. Quan gia là đang đòi nợ, nên chúng ta đem cái tu hành của mình để mà trả cho người ta thì quan gia đi. Thí dụ như giờ ngủ ban đêm gặp ác mộng, gặp ma, gặp quỷ, gặp này gặp kia đến để đòi đè mình, nó làm đủ chuyện, sợ quá, bây giờ phải làm sao? Niệm Phật. Chỉ có dùng oai lực của Phật pháp để hóa giải quan gia, chứ không có dùng cái gì để hóa giải bằng Phật pháp chứ. Chỉ có sự giác ngộ trong Phật pháp mới hóa giải quan gia thù thắng nhất. Quý vị phải nhớ rằng
Tâm lý bệnh là ăn uống ti tiện, bất tiện ăn uống, có khi đói quá đói mới ăn, no quá no thì cũng có vấn đề của cơ thể. Thì điều chỉnh ăn uống lại thì cơ thể sẽ tốt. Còn quan gia trái chủ theo đòi hương linh nhập ma dựa bằng đêm ngủ gặp ác mộng, gặp người ở đâu xa lạ, ở đâu vượt mình, hoặc là những người chết người thân mà tự nhiên ngủ mình thấy họ hoài, đây gọi là toàn là nghiệp quan gia đến để tìm kiếm mình. Thì bây giờ muốn hóa giải quan gia là sao? Tu nhân tích đức, làm lành lánh dữ, tu thiện làm việc thiện, rồi niệm Phật làm gốc chính, đem tất cả phước duyên này hồi hướng cho quan gia, cầu siêu độ cho hương gia, quan gia. Trong vòng chừng 2-3 tháng sau, tự nhiên không còn thấy nữa, 100% luôn. Làm thiện hồi hướng, nhưng không đặt vấn đề vào quan gia, mà đặt vấn đề vào bổ nguyện niệm Phật, thì hóa giải quan gia rất là mau. Còn tốt nghiệp là vô lượng kiếp đã tạo nghiệp chướng này. Cái này không phải là bệnh tâm lý gì thân, cũng không phải bệnh quan gia, mà bệnh tốt nghiệp là bệnh cực kỳ nặng. Tốt nghiệp là cái chuyện tu là chính bản thân mình cũng dùng niệm Phật. Nên Ấn Tổ nghe nói câu gì? Niệm Phật mới hồng tiêu tốt nghiệp, niệm lâu dài mới chuyển được phàm tâm. Chuyển được phàm tâm thì tin sâu nhân quả, tin sâu nhân quả thì chuyển xây tốt nghiệp. Nghe rõ chưa? Đó. Nên chỉ có một câu Phật hiệu giải quyết tất cả vấn đề luôn. Quý vị tin 100% cái người mà niệm Phật cầu sanh cực lạc là không bao giờ tham ăn quá. Thì trước nhất là giải quyết về tâm lý bệnh. Đấy chưa? Cái người mà chân thật niệm Phật, tâm đã thiện rồi thì hóa giải quan gia là 100%. Cái người đã nhớ Phật, niệm Phật là tâm cảnh nhập vào cảnh giới của Phật, thì chuyển xây tốt nghiệp, chuyển được phàm tâm. Một câu Phật hiệu này mà không chịu dùng thì đi tìm cái gì? Cái chú mới mắc nè, ông bệnh đau te tua, bà vợ kế bên lo cho ổng. Quý vị biết, bà nói công nhận thiệt, câu Phật hiệu này con tin lắm, câu Phật hiệu này số 1. Nhưng Đức hỏi vì sao cô mạnh dạn nói dữ vậy? Chính con ngồi gần kế bên chồng con, ổng đau đớn nghe, ổng đau dữ lắm thầy. Ổng càng đau thì ổng nói A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật. Ổng làm kinh khủng lắm, đau đến khi ổng gần chết, ổng niệm A Di, A Di. Bà nói ông thêm 2 chữ Đà Phật nữa. Đúng là thiện chí thức ghê chưa? Ổng A Di Đà Phật. Chính bà nói rõ ràng mà, cái niệm đó là giảng sanh rồi. Vậy thì bây giờ lúc chúng ta mà niệm A Di Đà Phật, mà A Di đó đó mà không được 2 chữ Đà Phật thì làm sao? Kinh nghiệm lại thì như thế nào? Đúng không? Thầy mình yếu rồi, mình yếu, mình không thể nào dùng chữ A Di, vì nó hết hơi. Mình yếu thì mình phải hạ hơi. Giảng sanh liền. Thì biết cái bổ nguyện của Đức Phật A Di Đà không phải nói lớn hay nhỏ, mà quý vị niệm từ tâm ngài cũng biết được quý vị đang niệm Phật. Cảm với bổ nguyện ngài phóng quang tiếp dẫn quý vị liền. Nhớ nghe, trong cái cõi đời này nó nhiều kiếp nạn chúng ta phải dính phải. Nên từ nơi đó, khi chúng ta bị kiếp nạn gì, bị xe đụng, bị tàu đụng, bị cây đè, nhà sập, lọt xuống hố, đè đất, đè lên, nằm ở trong còn thoi thớp, mấy hơi thở cuối cùng, không phải là lôi kéo sức sống nó nữa. Nhớ nghe, nói đang phải chù nghe. Mà nói để mà nhận thức về cuộc đời vô thường, để quý vị thấy cái trước Tết này, quý vị thấy cái bầu không khí chưa? Bầu trời quán khí chưa? Bữa nay nóng bức lên nè, con lòng người đang săn hẳn kiếm tiền nè, trỗi dậy nóng bức đúng chưa? Vậy thì cái kiếp nạn này do lòng người tạo ra. Vậy thì chúng ta ở trong cái kiếp nạn nhân sinh này, chúng ta phải chịu cộng nghiệp. Vậy thì bất tử chúng ta cũng chịu cộng nghiệp, từ chiến tranh hay từ chuyện này chuyện kia đều gặp hết trơn, hiểu chưa? Từ nơi đó mà chúng ta phải làm sao? Chúng ta phải tính trước, phải tính trước. Nó thí dụ như bây giờ người ta bắn cái rầm, chúng mình cái rầm, té cái âm, chúng ta nằm đó còn dài hơi thở thôi thớp. Không phải nói cái chuyện chồng vợ con, không phải nói chỗ này, không phải nói của cải nữa, mà gì? Đó, đúng không?
gọi là phạt rước rồi, hiểu không? Cây đè một cái rầm, không ai kéo mình lên kịp đâu. Thì nằm ở dưới đó còn mấy hơi thở, không phải đi kéo những hơi thở này để sống, mà là chúng ta làm cái gì? Chúng ta phải niệm Phật lúc đó đi đi về cực lạc. Nếu như một cái con người mà biết niệm Phật cầu sanh cực lạc, mà khi kiếp nạn bị nó làm mình đau đớn về thân cực điểm luôn, nó đè mình xuống máu me quá trời luôn, cây nó đâm vô bụng lòi gục, tim gan lòi ra, cái đầu bể nát, còn ý chí của mình vẫn còn vài hơi thở cuối cùng, nhưng cái ý niệm hàng ngày mình đang tích lũy là niệm Phật đó đó, nó tức khắc nó phát lên câu Phật hiệu niệm, phát lên câu Phật hiệu niệm, lúc này giảng cái mặt ghê quá, người nghe thù nhiếp phải không? Thù nhiếp. Thì lúc đó cái ý niệm của mình nghe nó kinh khủng lắm quý vị à, tại vì nó nuôi hàng ngày. Nên cái lúc đó là câu Phật hiệu bị vừa niệm lên cảm với bổn nguyện liền, bổn nguyện phóng quang gia trì. Quý vị không thấy cây đè, không thấy đất đè, không thấy lửa cháy, không thấy nước giặt mình, không thấy cái khổ đau gì, mà tự nhiên mình giống như cơ thể nhẹ nhàng như bông vậy đó, nằm trong hư không vậy đó. Tự nhiên mình thấy rõ ràng Phật A Di Đà, hàng thánh chúng Quan Âm Bồ Tát phóng quang nhiếp thọ mình, mình mát mẻ, mình vui tươi, mình đang tâm sự với Phật A Di Đà luôn. Trời ơi, sướng quá, sung sướng. Chứ sao niệm Phật, đúng không? Trời ơi, cuối năm mà cái này nó hứng thú. Cuối năm nghĩa là nó dồn hết công lực từ đầu năm mà chơi tới cuối năm trưởng cái ầm. Tôi nói này vẫn ngày nay mà người nào không đi là người đó thiệt thọ. nghĩa là dùng hết công lực mà gọi là một năm tu tập này. Thấy chưa? Làm cho hừng hực cái tâm lên mấy quý vị. Nó thấy không? Như vậy đó nghe, phải như vậy đó. Quý vị cứ nghĩ đi. Tương lai chúng ta ở cực lạc, năng lực thần thông của chúng ta, quý vị nghĩ sao? Nói là bà Lưu Tú Văn mới nói là cỡ Tài Thiên Đại Thánh là trò chơi con nít. Lộn một phát là bao nhiêu trăm dặm. Chúng ta khỏi cần lộn. Khỏi cần lộn. Xin thưa quý vị, từ đây mà về cực lạc, từ cực lạc đi đến quốc độ khác, tách tên tên là tới rồi. Hiểu chưa? Một cái búng tay thôi là ta tới rồi, cho lộn cái gì nữa. Bởi vì bà Lưu Tử Văn mới nói là Tài Thiên Đại Thánh là trò chơi con nít. Quý vị biết bậc A-La-Hán thần thông không có cửa gì mà nói đến những người ở thế giới Tây Phương cực lạc hết. Quý vị nghĩ đi. Trời ơi, quý vị muốn đi đến một cái đạo tràng nào nghe Pháp thì không phải đến cái đạo tràng bình thường nữa, mà đến đó là để ảnh hưởng đạo tràng. Ảnh hưởng đạo tràng. Mỗi ngày quý vị an lạc tự tại vô cùng, cái cuộc sống an lạc ở thế giới cực lạc, quý vị coi mỗi ngày bước trên hoa cả gang tay, hoa mạng Đà La. Ở thế giới cực lạc không có bóng đêm, luôn luôn sống trong quang minh phổ chiếu. Vậy có mặt trời không? Không có mặt trời luôn. Nếu có mặt trời thì sẽ có mặt trăng, nếu có mặt trời thì sẽ có bóng đêm. Hiểu chưa? Ở thế giới cực lạc không có mặt trời, không có mặt trăng. Cái quốc độ đó là quốc độ gì? Quốc độ quang minh phổ chiếu. Trời ơi, mỗi ngày mà sống trong quang minh phổ chiếu, vì nghĩ coi. Đồ vặn thì sao? Quá đẹp. Quý vị biết, bây giờ nói tóm tắt lại là bảy báo của mười phương khắp pháp giới hội tụ về, đó là bổn nguyện của Di Đà. Đồ chúng ta trang sức là như vậy đó. Còn nước chúng ta tắm là nước gì? Bát công đức thủy, chứ không phải như nước ở cái cõi này mà bị ô nhiễm đâu. Nó, quý vị bước xuống mà tắm. Vậy quý vị nói bị bước xuống có ước mình không? Không ước mình. Như sao tắm? Cảm giác tâm nước nhẹ nhàng, mềm dẻo, im ái. Muốn nước đến chân thì đến chân, muốn nước đến gối thì đến gối, muốn nước đến qua lưng thì qua lưng, muốn nước qua cổ thì qua cổ, muốn nước tràn qua đầu thì qua đầu. Tắm xong rồi có cần thay đồ không? Không cần thay đồ, vì đâu ước mình đâu thay đồ. Như vậy mà cái cảm giác của mát mẻ đó đó, không có một cái sự diễn đạt gì mà diễn đạt được cái sự an lạc đó. Cái sự an lạc đó là tiêu trừ trần cấu tất cả những nghiệp chướng mắc sạch luôn. Vì chúng ta đớ nghiệp giảng sanh còn nghiệp, nhưng mà nhờ những cái công đức đó mà nghiệp chướng tự biến mất luôn. Vì biết cái sự an lạc đó cỡ nào chưa? Tuyệt vời lắm.
Rồi chúng ta bây giờ đang ngồi chung như vậy, cùng nghe tịnh độ như vậy, cùng niệm Phật sanh cực lạc như vậy, diệt cực lạc, thì tiếp tục chúng ta mỗi ngày nghe Phật A Di Đà thuyết pháp. Cái cảm giác mà nghe Phật A Di Đà thuyết pháp thì quá tuyệt vời. Không phải như ở đây mà ngồi chắc chọi nóng nảy gì đâu. Bây giờ chịu khó đi, cố gắng. Cái pháp hội của Đức Phật A Di Đà thuyết pháp là bảo tọa cho quý vị ngồi, chứ không phải là ngồi ở dưới gạch. Mà bảo tọa này muốn ở dưới nền mà bảy báo thì ở dưới nền, muốn ở không trung thì ở không trung, muốn ở quốc độ nào là ở quốc độ nào. Vô cái pháp hội đó ngồi không có chật chội, không cần người sắp xếp. Quý vị chỉ cần nghĩ đi đến đó nghe pháp là tức khắc quý vị đã thị hiện ngay chỗ đó và ngồi trên một cái bảo tọa cực kỳ lộng lẫy. Thôi thích thú gì đâu. Còn cái vô diễn pháp âm của Đức Phật A Di Đà không phải như cái cách nói của mình mà diễn đạt, mà tay chân đồ, miệng mồm nhăn răng nanh đồ lòi ra, không phải. Tại vì cái này là phù hợp nhân sinh của thế gian pháp, hiểu chưa? Còn Đức Phật A Di Đà ngài thuyết pháp là ngài nhẹ nhàng vô cùng, cái pháp âm của ngài vang dội mỗi một chúng sanh đang ngồi nghe. Họ tu môn nào, họ ngài chỉ cần giảng một bài pháp thì người tu thiền nghe được tu thiền, người tu mật nghe được tu mật, người tu mật tông, người di thức học, người học giáo đều được lợi ích hết trơn. Nên Hòa Thượng Tịnh Không ngài nói bây giờ ở đây quý vị đi học đầu này chỗ nọ tùm lum, thời gian không có nhiều, học chưa được thành đạt là đã chết rồi. Quý vị cố gắng niệm Phật gì cực lạc đi, vì cực lạc muốn học gì học. Quá tuyệt, tuyệt vời quá quý vị. Đặc biệt nhất là mỗi ngày chúng ta cùng đi nghe chư Phật mười phương thuyết pháp. Đông gì, nhưng xin thưa quý vị không thấy đông. Vèo là đến chỗ đó, nghe thấy chưa? Đến cúng dường cho Đức Thích Ca Mâu Ni thật. Tại vì sao? Ở cực lạc là châu báu bảy báu rất nhiều, muốn lấy bao nhiêu cũng được. Chúng ta cứ đem đi cúng dường. Cúng dường là tu phước, nghe pháp là tu huệ. Một quốc độ tu phước huệ quý vị không về. Vì quý vị muốn ở đây hả? Muốn ở đây hả? Ở đây có vui gì đi chăng nữa vẫn có tác dụng phụ, hiểu không? Có tác dụng phụ. Ngồi nghe pháp gì, cái bà ngồi kế bên bên trơn trái mìn cái thấy cũng bực bội, thấy không? Tác dụng phụ. Quý vị hỏi ở thế giới cực lạc người ta ngồi nghe pháp người ta có chơi trái mìn không? Không có rồi. Làm gì có thế giới cực lạc mà chơi trái mìn. Thì thấy không, giả mà phù hợp nhân sinh, thấy chưa? Nó làm cho ta đỡ buồn ngủ, thấy không? Phù hợp. Nói vậy đó ông thầy, có những người phía sau nói thầy nói kỳ ghê. Cái bà kia nói kỳ đâu kỳ, tôi bị rõ ràng luôn. Tôi nhờ ổng nói mà tôi giải tỏ được cái tâm. Chứ có khi tôi ngồi kế cái bà đó mà lần nào từng nào tôi cũng gặp ngồi gần kế bà. Mà cái bà đó sao bữa chơi mìn quá trời chứ. Tôi ngử hoài luôn mà nhờ thầy ổng nói mà tôi mới hiểu được, tôi tin sâu nhân quả. Cuối cùng hồi đó bà biết đó, tôi mỗi lần mà tôi nghe vậy gọi là tôi bịt lỗ mũi một chút, cái đầu cái tự nhiên cái đầu tôi thở hết nổi, tôi buông ra là lúc đó nó vô còn dữ ác đạn hơn. Sau này tôi nghe thầy giảng, thầy nói là hít sâu thở ra. Tôi nghe mìn nổ cái bùm tôi chơi vậy nè. Tự nhiên tôi nghe lời thầy công nhận hay ghê luôn bà ơi. Và từ đó về sau tôi hoan hỷ tôi ghê luôn. Thấy không? Nó nói vị biết nghe cái cách giảng này nó dính đó chứ không giỡn đâu nghe. Vô cái chỗ đông người đâu có đơn giản. Rồi có khi tự nhiên mình ngồi gần cái ông cái bà nào tự nhiên họ là cơ thể khác nhau, tự nhiên hôi nách. Chậu chậu nó hôi ái đạn luôn, hiểu không? Mình ngồi đó mình nghe pháp mình lo nghe đi. Còn bây giờ ai cũng có cái hôi, nhưng tại vì cái mùi người ta mình thấy nó không quen thôi. Chứ thật sự thì chúng ta đến với người khác người ta cũng nói mình hôi à. Nên từ nơi đó thôi chúng ta hoan hỷ. Ngồi kế bên dù ngay cái bà cái ông hôi nách, mình ngồi kế bên mình cứ là hít sâu thở ra. Đừng có nín thở nghe, nín thở là phiền não á. Cái kiểu mình nín thở là phiền não dữ lắm. Cái kiểu như hôi quá mình không chịu, mình không chấp nhận đó, mình ngồi mình cứ cái mình quay qua mình làm nè, là mình phiền não, hiểu chưa? Bây giờ mình có duyên ngồi gần người này là nhiều đời nhiều kiếp mình với họ có duyên rồi, thì bây giờ mình phải hít sâu. Có nghĩa là mình hít làm sao cho trong cái mùi đó mà nó vô bụng mình đầy hết. Để làm chi phải không? Nó đầy rồi thì nó không bị tác dụng phụ nữa.
nó đầy rồi đâu có tác dụng phụ. Nên mình phải hít sâu. Mình chơi vậy đó. Quý vị thử đi, bây giờ quý vị thử, quý vị có một người chồng mà chồng quý vị mà bị hôi nách đi. Quý vị mà sống gần với quý vị phải cảm giác là cái mùi hôi đó thành thơm không? Ngửi với mà thơm luôn, mà lúc nào không có cái mùi đó quý vị thấy không quen. Trời trời, có người mình mà ta nói câu là lia thiêu quen chậu mà vợ chồng quen hơn, đúng không? Đó, quý vị, tại sao quý vị không quen của người ta được? Vì quý vị không chấp nhận. Tại sao quý vị quen chồng vợ được? Chấp nhận. Chấp nhận mà quen. Vì vậy thì quý vị cũng nên quen cái người bên cạnh đi. Đó là giải tỏa tâm tư cho mình đó quý vị. Vậy thì tất cả những cái mùi hôi bệnh hoạn đó là bây giờ làm sao? Niệm Phật. Nó những đức giảng có cái cô bị hởm đó. Trời ơi, nhìn cô sáng sủa đẹp, mặt tươi rối, miệng cười có duyên. Mà cô đến cô gặp những đức, cô nói: trời ơi thầy, thầy con có một cái bệnh mà thật sự với thầy, thật sự mà mất sự tự tin. Mà từ khi nghe thầy đỡ đỡ lại, thầy biết cơ thể con hôi dữ lắm và miệng nói chuyện rất hôi luôn. Dùng loại thuốc gì xúc miệng cỡ nào cũng hôi. Những đức nói không có cửa xúc miệng được đâu. Vì sao? Vì cô chịu tốt nghiệp sao xúc miệng. Cái xúc miệng nó chỉ cái bên ngoài, còn cái tốt nghiệp là nó nằm trong cái tặng đáy lòng mình ở đâu, vô thủy kiếp gì nó nằm ở trong đó rồi. Mà bây giờ cái mùi này đó là tốt nghiệp. Bây giờ mà cô muốn chuyển tốt nghiệp thì chỉ có niệm Phật, hoan hỷ vui vẻ với nó, tự nhiên nó mắc nào cũng may. Nên đây là cái câu chuyện của cô đó mà chúng ta được nghe hết luôn. Ai của người chúng ta cũng có thể điều chỉnh được. Cơ thể mình niệm Phật ăn chay với nó điều chỉnh đi vị. Tốt lại đó. Chứ không phải giỡn đâu. Cơ thể từ từ nó tốt, tế bào nó tốt. Nên quý vị mà nghe gì đi, tâm trạng con người mình nó sảng khoái lắm gì sao. Có phương pháp. Đó, thấy không? Nói nãy mà nói Tây Phương Cực Lạc, quý vị thấy không? Trời ơi, cái quốc độ gì ta sống dễ. Ở đây ăn Tết có gì đâu vui. Nhưng mà đi vô chùa hộ pháp có cười nhiều quá. Vô chùa hộ pháp mà cười nhiều quá nghe. Nên ai mà Tết mà nhất mà bị vô đây ăn Tết được là quý vị có phước lắm á. Nó thiệt á. Cái này nói 100% luôn chứ ai mà dạy gì đi kêu người ta về để mình lo. Nhưng mà mình biết á, là cái chuyện này tốt nên mình rủ người ta về. Chứ có đòi hỏi gì đâu. Thấy không? Nên từ nơi đó mà quý vị biết rằng về đây ăn Tết là có phước. Trước nhất là quý vị thấy bước vô đây là quý vị có nụ cười là có phước. Hiểu không? Nghe câu Phật hiệu là có phước. Ăn chay là có phước. Gặp nhiều người tặng quà cho người ta nở nụ cười là có duyên có phước. Nhiều cái lắm. Cả ngày niệm Phật là có phước, lễ Phật là có phước. Tối sinh hoạt cười nữa, quý vị thấy phước không? Trời ơi, quá phước luôn. Hiểu không? Không nhìn điện thoại là có phước. Không thấy tiền là có phước. Ôi ôi, quá nhiều phước luôn. Hiểu không? Nên á, sắp xếp đi. Rồi tối 30 vô luôn. Đi xe đến là nghỉ về. Hiểu chưa? Vô ở luôn. Bắt đầu từ 30 mùng 9 về. Ba mươi xếp đồ vô, xách cái giỏ ra, gặp chồng nói: chào ông nha, ở nhà Tết vui vẻ. Ông chồng sửng sốt, hỏi gì vậy trời, đi đâu mà sao kỳ cục á? 30 Tết sao tự nhiên xách giỏ ở đâu mà nói tôi ở nhà Tết vui vẻ là sao? Tôi lên chùa Tết. Sao kỳ trời, nói bà ai nhập bà sao mà nói chuyện kỳ cục á? Ai nhập đâu nhập, tôi về chùa Tết mà nhập cái gì? Tôi nói cho ông biết á, tôi về chùa Tết là tôi đang cầu nguyện cho cái gia đình này á, năm mới mà ăn phát đạt á, cho ông biết nghe không? Nên ông để tôi đi, đừng có nói dòng do tam quắc với tôi. Tôi bữa nay là tôi không phải như bữa nào nữa đâu. Thấy lạnh xương sống quá, thấy cái này cái gì á trời. Hiểu không? Cái gì nó là tự nhiên thôi, vậy bà đi đi, tôi không dám cản bà, chừng nào bà về. Chừng nào tôi về, tôi về. Tự nhiên sau kỳ cục với chợ. Tự nhiên sau kỳ cục nói chuyện nhưng mà cứng ngắc với chợ. Cái này nguy hiểm quá. Thôi đi đi, chừng nào về về. Quý vị nhớ, quý vị mà mạnh dạn được thì mới đi được. Quý vị đừng có nói rằng trời ơi nhà cửa Tết nhất gì đâu mà bỏ bê lạnh tanh. Cái gì đâu lạnh. Cái nhà mà lạnh tanh gì. Cái tâm mình lạnh tanh mới đúng chứ sao cái nhà lạnh tanh. Vì coi cái nhà nó là cái nhà thôi.
Quý vị muốn nó vui nó buồn là do quý vị, chứ làm gì cái nhà lạnh tanh. Trời, nó người nhiều người nó ngộ vậy. Nhiều người rất là lạ. Chính bản thân mình mà không chịu rèn mà đi coi cái nhà lạnh tanh, bằng thờ không ai thắp nhang, trái thấy ngộ vậy. Đi coi lạ kỳ vô cùng. Bây giờ chúng ta nói ông bà ơi, tới tại nhà buồn, con đến chùa ăn Tết, ông bà đi với con đến chùa ăn Tết chung, thầy Đức mời hoài. À. Rồi đến đó mỗi ngày nghe ông nói chuyện vui, rồi cũng biết thực ông bà ăn thoải mái. Ở nhà con đâu có cúng cái gì đâu, hiểu không? Đến đó vui lắm, ông bà đi vòng vòng coi qua giấy đẹp quá trời. Mà bạn bè hương linh ở chùa đó đông lắm, ông bà đến chơi chung vui lắm, hiểu không? Nói vậy đó nghe, tôi nói vậy đó mà sự thật là vậy đó, hiểu chưa? Rồi bắt đầu là mình đi, tự nhiên nói nhà lạnh tanh, sao kỳ cục, nhà gì mà lạnh tanh? Nhà không có gì lạnh tanh chứ. Còn bàn thờ không thắp nhang, cái gì quý vị muốn cho ông bà ở trong bàn thờ đó hoài hả? Vì tại sao không tìm cái cách để dẫn dắt ông bà vì đi giải thoát đi? Mà muốn ông bà ở bàn thờ đó hoài chi hả trời? Có nhiều người, người ta cái quan niệm rất là sai lầm. Kêu con tôi về, nó đi tu mà bây giờ mồ mả ông bà tùm lum tùm la dưới trên á mà nó đi tu. Tu ai mà chứng cho nó? Trời, mồ mả ông bà chết queo rồi. Bây giờ nó tu nó lo giải thoát, nó độ ông bà nó, chứ bây giờ nó đeo theo cái mồ mả đó, đặng mai mốt nó chôn cái đó hả? Đi công nhận suy nghĩ đi. Trời ơi, người tu đạo mình nó phải thoát ra mấy cái câu của thế tục nha quý vị. Mấy cái câu của thế tục mà buộc ràng lôi kéo đời đời kiếp kiếp của người ta khổ đau. Phải thoát ra được những cái câu đó đi, để rồi mình tu nó mới đi đến cái chỗ giải thoát an vui. Bị mấy cái câu đó chói buộc hoài mà nặng nề theo cả đáp, dính hoài vậy đó. Mở ra, thoát. Nói mở ra bà kia đang ngủ gục ở giật mình. Thấy không? Bị nghe gì thôi phải rõ ràng không? Vừa cái giải thích cho quý vị Tết nhất, giải thích cho ông bà quý vị đi đến đây bữa nay nghe nữa. Ồ, trời ơi, từng nào cũng đi đến đây mà. Giỡn đâu. Ừ. Quý vị đi đến đây vui gì làm gì từng nào họ không đi. Ờ, đi đến đây một lần thôi, lần sau đi rồi. Tôi nói vòng vo gì mệt. Vui quá mà. Vì coi nhiều người đi đến đây có một lần tôi đi đến đây hoài. Vậy thì hương linh cũng y rang nó khác gì mình. Không? Từng nào cúng quá trời, mỗi ngày cúng. Rồi mỗi ngày tu hồi hướng ở chư hương linh. Họ nghe cái chư hương linh nào phái. Hiểu chưa? Đó. Nên từ nơi đó đây cái quay lực mạnh lắm. Hương linh mà vô đây nó tích tụ lại cái khí lực của họ mạnh lắm. Ba hồn chính vía nó quy về dễ ở đây nè. Ở đây hương linh mới ba hồn chính vía nó quy về dễ hơn. Còn ở ngoài đời, ở gia đình nó tán. Nó tán tâm, cái linh thức nó tán ra rất dễ. Tại vì nó động quá, còn vô đây nó tịnh nhiều quá nên nó tụ lại ba hồn chính vía là dễ. Mà khi mà chư hương linh mà tụ ba hồn chính vía lại được á, thì cái họ mới tiếp nhận Phật Pháp, họ mới nghe Phật Pháp, họ mới tu giải thoát được. Họ đủ trí tuệ để họ buông xuống cái tâm hận thù đòi nợ. Ví dụ như hương linh thai nhi đi, ai phá thai đi, ở ngoài đời là nó tán nha, là hương linh nó mê mờ ảo vậy đó. Thí dụ như hương linh ngoài đời đi, khi mà quý vị mà ở trong mộng mà quý vị nghe hương linh nói chuyện hay ma nói chuyện đi, quý vị nghe như là cái câu cô ơi cô, tôi đói quá cô ơi, thấy không? Là vì ba hồn chính vía nó không tụ. Nhưng khi mà vô chùa rồi là cô tôi đói quá cô, thấy không? Nó không có cái chữ rung rung kia. Còn khi mà ba hồn chính vía nó tán ra đó, thì cái hương linh nó không có tỉnh được. Nên khi mà cái âm điệu người ta là nó giống như yếu ớt, nên mới nghe cái tiếng sợ lắm. Cô ơi, tôi đói quá cô ơi. Thấy chưa? Nghe mà vẫn ốc mình, thấy không? Nhưng mà hương linh mà vô đây là tôi đói quá cô. Nhưng mà làm gì đói, ngày nào cũng ăn mà đói gì? Không có đói, thấy chưa? Đó, nên từ nơi đó người sống đến đây vui, người mắc đến đây được lợi ích. Đó. Đi đến đây dịp Tết là độ bao nhiêu chúng sanh chưa? Con ông thầy cũng nói một câu hay. Chúng sanh khi Tết nó hát Tết 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 đến đến rồi, Tết 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 đến rồi. Còn súc sanh thì nó ca làm sao? Chết 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 đến đến rồi, chết 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 rồi.
Chỗ là phải đúng không quý vị? Mình thì ca Tết Tết đến rồi, còn nó thì chết chết đến rồi. Đúng chưa? Bây giờ bao nhiêu người ta đang mua súc sanh ta để sẵn đi Tết ta bằng thịt nè, để cho mình ăn nhiều thêm nè. Bây giờ nghèo gì nghèo cũng có nồi kho tàu này kia đồ thịt thà gà vịt. Thì thấy chưa, thì phải mặn nhiều thêm. Thì con gà, con vịt, con heo, con chó nói chết 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 đến rồi, chết 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 đến rồi. Thấy chưa? Còn mình thì mình mừng Tết đến rồi, Tết đến rồi. Đúng không? Đúng không? Nên mình không có tình cảm với chúng sanh. Nên mình vô đây mình niệm Phật để mình cầu nguyện cho những chúng sanh chết trong dịp Tết, trong dịp lễ họ được siêu thoát. Cái tâm đó đó, hiểu chưa? Nên cái phước vì ở trong chùa vì tu 7 ngày á, 9 ngày đó đó, còn hơn 1 năm mới bị tu nữa. Phán một câu tỳ hỷ. Hiểu không? Tại vì trong cái khó mà làm được. Nghe qua công đoạn này nhiều Phật tử ở xa là đi, đi liền ở đó vòng vo tao quắc đi. Thu hút quý vị, thu hút nè. Bởi vì đây là nói thật, chứ không phải nói chuyện giỡn đâu nghe. Đó, mình lợi ích, chư hương linh lợi ích, thai nhi lợi ích, cụ quyền tắc tổ ông bà lợi ích. Trời ơi, lợi ích nhiều lắm. Ý, một cái quay lực con người đang ngồi đây mà nghe pháp niệm Phật gì nè, thì biết cái quang minh này phổ chiếu cỡ nào chưa? Một tiếng mấy à? Một tiếng 40 phút. Một tiếng 40 phút mà vẫn sung. Thấy chưa? Thấy không? Ôi ô, ghê thiệt chứ. Ca sĩ hát được mấy bài? Hát mấy bài thôi, khang tiếng đúng này. Tiếng, một tiếng 40 phút, ầm ầm. Mà giờ này, ầm ầm. Thấy chưa? Cái này nè, nó mới hứng nè quý vị. Nó thấy chưa? Tịnh độ mới hứng. Không có cái môn nào mà hứng bằng niệm Phật hết. Thấy không? Giảng tịnh độ, thấy chưa? Nên từ nơi đó mà chúng ta nắm bắt cơ hội để tu. Những đức nói cái gì chứ tu là những đức nắm bắt cơ hội lắm á nghe. Nắm bắt cơ hội dữ lắm á. Cái quan trọng là kết nhau. Kết à. Kết rồi là thích. Còn bây giờ nó không kết rồi vì có nói ngon cỡ nào nó cũng không thích. Thấy không? Mà cái duyên mà kết nhau được này là nhờ cái duyên với A Di Đà Phật. Cái duyên với A Di Đà Phật á, rồi ấy, cái duyên nó phát tán rộng. Rồi khi nó phát tán rộng rồi nó mới bao trùm chúng sanh. Khi nó bao trùm chúng sanh nó mới kéo về cái địa điểm nào mà chuyên niệm Phật. Tại vì cái tần số giao cảm người niệm Phật với người niệm Phật và cái bổ nguyện tiếp dẫn chúng sanh quay lực mạnh lắm. Nên mình chỉ cần nương vào cái quay lực bổ nguyện của Di Đà thì duyên phước mình tự nhiên về và chúng sanh hội tụ về. Người niệm Phật tìm người niệm Phật, người tu thiền tìm người tu thiền, người tu mật tông tìm người tu mật tông, người thích học giáo tìm người đi thích học giáo, người muốn cầu sanh cực lạc thì gặp người cầu sanh cực lạc. Rõ ràng không? Bây giờ chúng ta nói kiếm người niệm Phật, khỏi cần kiếm người niệm Phật, quý vị chỉ cần niệm Phật thôi. Quý vị niệm Phật, quý vị mạnh thì quý vị sẽ kéo người niệm Phật yếu yếu đến gặp quý vị. Bây giờ những đức mạnh hơn quý vị nè. Đúng không? Những đức có được thời gian trải nghiệm đó là hơn 14 năm niệm Phật. Thời gian đó những đức không có thay đổi cái gì hết. Và những đức càng đi và càng đi đến mức chuyên luôn. Nên nó mới mạnh nha quý vị, thì nó kéo quý vị về đây một điểm. Nên những đức từng nói cái câu này rất là rõ ràng. Chúng ta chỉ cần đứng một nơi, đưa cái cờ ai cho đạo Phật lên, càng đưa càng cao. Đưa từ từ viết khắp nơi nơi, người ta nhìn thấy cái cờ này, người ta tập trung về một chỗ. Còn nếu như mình cầm cờ thì mình chạy tứ tung lang tang, thì người ta vừa tìm đến đó là mình chạy đi chỗ khác, người ta vừa tìm đến đó mình chạy đi chỗ khác. Nên cái hội chúng mà thường nhật á, thì không có. Mà cái hội chúng phân tán thì rất nhiều. Mà hội chúng phân tán dù 100.000 người cũng không bằng cái hội chúng thường nhật 1.000 người. Nên thầy Lý Vĩnh Nam nói rất rõ ràng với thầy Lý với Đại Lão Hòa Thượng Tịnh Không. Ông đi giảng chỗ này chỗ kia, độ sanh lợi ích của ông nhiều, người ta ít. Vì sao?
Vì một ngày cho ăn, bảy ngày cho nhịn. Còn tôi ở một nơi thì người ta biết một chỗ người ta về, người ta cứ biết một chỗ người ta về, người ta cứ lại rai hoài vậy đó. Nên Đại Lão Hòa Thượng Tịnh Không cũng công nhận rằng thầy Lý Bỉnh Nam độ người giảng sanh cực kỳ đông luôn. Ngài ở tại Đài Trung hơn 30 năm ở một nơi, khuyên người niệm Phật, khuyên người tu, đúng một chỗ luôn. Và cái sức ảnh hưởng của thầy Lý Bỉnh Nam là một vị cư sĩ cực kỳ lớn luôn. Sức ảnh hưởng rất lớn vì thầy ở có một nơi, ở đúng nơi một. Thì quý vị coi rõ ràng không? Bây giờ ở nơi đây quý vị coi chùa chiền nhiều cỡ nào chưa? Nhưng quý vị biết rằng là rất nhiều người không ngờ rằng một con người mà nó quá bình thường mà nó lại tập trung được một cái số lượng con người nội lễ lọc trong một năm nay, từ đầu năm cho tới bây giờ quý vị biết bao nhiêu chương trình. Những buổi những đức thì người ta coi không đông, mà nhờ nhiều quá nên nó tràn lan trên mạng. Ngộ. Người ta coi không đông nhưng mà nó nhờ nhiều buổi quá nó tràn lan trên mạng. Bấm đầu nào cũng thấy cái mặt như đức xuất hiện lên. Lạ vô cùng à, đó. Nên từ nơi đó quý vị biết rằng á, là nhờ bổ nguyện niệm Phật. Nên cái bài học tập chúng ta hôm nay cuối năm á, gia đình sum họp, gia đình mình sum họp đúng không? Khuyên nhau niệm Phật, hạnh phúc gì bằng. Gầy dựng tính tâm niệm Phật, đây là điểm nương tựa tuyệt vời nhất. Những đức nói 100% luôn. Nương vào của, nương vào vợ, nương vào chồng, nương vào con, nương vào bạn bè, nương vào tất cả con người ở trong cuộc đời này, vẫn không yên tâm bằng cái tâm nhớ Phật, niệm Phật, nương vào bổ nguyện. Đây là chỗ yên tâm nhất. Yên tâm nhất luôn đó. Tại vì mình nương vào con người, nương vào vật chất, có khi chúng ta không có nương được con người, có khi vật chất sẽ bị mất đi, chúng ta sẽ bị hụt hẳn, chúng ta không biết bướm biếu ở đâu. Nhưng nương vào bổ nguyện niệm Phật, dù là không thấy, cũng như gió không thấy mà có mát. Quý vị phải nhớ rằng nương vào bổ nguyện niệm Phật, tuy chúng ta không thấy bổ nguyện niệm Phật, nhưng có sự gia trì, chúng ta sẽ tự nhiên có một cái cảm giác bình an, cực kỳ bình an. Đây là 100% chính bản thân của những đức, là ở trong ngôi Tam Bảo lo cho đông người như vậy mà vẫn bình yên, bình an. Những đức rất là nhẹ nhàng. Quý vị biết rằng nếu mà nói tính về cái việc lo, cái việc làm của những đức ở trong chùa, mỗi ngày mà cầm quyển sách, ai mà cầm thấy mà ghi á, vì coi một ngày vì sẽ ghi bao nhiêu chuyện của những đức, nhiều lắm. Mà trong khi chỉ có niệm Phật thôi, những đức không có dùng điện thoại mà cảm ứng nè, những đức cũng không dùng máy vi tính nè, những đức không dùng máy móc gì cả. Toàn bộ cái làm việc những đức cũng không có sổ tay luôn. Tất cả những việc những đức làm, đụng chuyện là xử lý, đụng chuyện là giải quyết, đụng chuyện là làm việc, chứ không có cần thiết phải cái chuyện mà chúng ta phải cái chuyện ghi chép gì lại hay là dữ liệu gì lại chứ. Mỗi bên chi dùng sao sao đều là đến gặp giải quyết vấn đề. Từ nơi đó mà đầu óc khỏe re, làm việc rất là khỏe. Quý vị thấy bây giờ đa phần người ta làm việc đều là máy móc. Chúng ta là người niệm Phật không dùng máy móc gì cả, rất là khỏe. Chỉ có quý chú làm phim này kia tự mấy ông làm thôi. Còn riêng bản thân những đức thì bình bình vậy thôi quý vị. Nhờ nương vào bổ nguyện niệm Phật mà nó bình an vậy, mà ngày nào cũng vui vô cùng. Hình như những đức cảm giác rằng là cái nguồn năng lượng mà niệm Phật đúng là tràn đầy. Cái nguồn năng lượng mạnh lắm. Con người cảm giác tự tin trong mỗi chỗ mà mình đến. Đến cái chỗ nào mình cũng cảm thấy tự tin, thấy bình an. Và tự nhiên viết rồi cái việc mà khen chê đối với mình không còn nặng nề nữa. Tại vì sao mình nhìn cái cuộc đời này vô thường quá. Nhìn cuộc đời vô thường quá. Chúng ta cảm thấy hạnh phúc nhất là bây giờ mình được gặp nhau mà phiên nhau tu cầu giải thoát. Sự hạnh phúc lớn nhất cuộc đời của người chúng ta là đời này phải về cực lạc. Hãy về cực lạc thôi. Ai không về mình về. Ai không về mình về. Thầy không về con về. Nên tất cả chúng ta
được cái duyên người ta dẫn dắt mình tu. Mình đừng bao giờ đặt vấn đề cao về một người dẫn mình đi tu, rồi lỡ cái người đó có cái gì cái mình nghỉ tu. Này tầm bậy. Cái câu mà nhắc rất nhiều lần là ai ăn nấy no, ai tu nấy chứng. Nghiệp của người nào người đó tự trả. Bây giờ người ta là với mình là có duyên gì nên ta dẫn mình đi tu, nhưng mà tự nhiên người này lại thối tâm, người này không tu. Quý vị biết nghe, trưởng đoàn người dẫn đi tu nó bị cái nghiệp duyên nó khảo quý vị nó mạnh, nên là cái người bình thường đi tu. Tại vì sao? Quý vị là cái đầu chính dẫn người ta đi tu. Mà nếu cái cảnh giới của ma cảnh mà muốn xử thì xử cái đầu trước. Ma cũng khôn lắm, không có dạ gì để chặt cái đuôi đâu. Chặt đầu trước, nếu mà đầu đứt thì cái mình và đuôi cũng chết. Dứt ngay cái đầu, giống như người ta nói đánh chặn người ta bắt tướng chính, người ta giết tướng chính, giết rồi xong thì mấy lính leo que kia tan rã chứ. Hiểu chưa? Nên từ nơi đó quý vị biết rằng cái người mà trưởng đoàn dẫn mình đi tu á, họ dù có tâm mà quý vị nhìn giống như là Bồ Tát gì đi chăng nữa, nhưng đó vẫn là tâm của phàm phu chứ chưa phải là Bồ Tát thứ thật. Vì chúng ta còn ở cảnh ta bà này là còn là phàm phu, chưa phải là Bồ Tát thứ thật. Chỉ có về tới thế giới cực lạc chúng ta mới là Bồ Tát bắt thối chuyển thôi. Còn ở đây là Bồ Tát giả. Hiểu chưa? Bồ Tát còn thối chuyển. Những đức cũng vậy luôn. Chúng ta đây toàn là Bồ Tát không, nhưng mà Bồ Tát giả, vì Bồ Tát còn thối chuyển. Còn Bồ Tát ở Tây Phương Cực Lạc là Bồ Tát bắt thối chuyển. Nên tại sao mà muốn về Tây Phương Cực Lạc? Vì là về Cực Lạc là Bồ Tát bắt thối chuyển. Chúng ta lúc đó đi đến nơi nào độ sanh, chúng ta muốn đi giúp thăng bằng quyến thuộc, chúng ta muốn đi đến một quốc độ nào, nơi nào quốc độ chưa có Phật đến, chúng ta đến để độ một quốc độ đó. Chúng ta gặp bao nhiêu hạng người thiện ác cỡ nào, gặp bao nhiêu người đẹp thương yêu hay là cỡ nào, mình vẫn không bị một chút ảnh hưởng gì thối chuyện hết. Vì chúng ta đã đạt đến cái trình độ là Bồ Tát bắt thối chuyện. Quý vị biết rằng Bồ Tát bắt thối chuyện là địa vị của họ là đẳng giác Bồ Tát, khả năng cũng như Bồ Tát Quán Thế Âm, không khác. Nên từ nơi đó quý vị biết rằng là chúng ta phải quyết chí về Cực Lạc. Còn người ta trưởng đoàn dẫn mình đi tu là mình cảm ơn người ta. Nhưng nghiệp duyên đến khảo đảo người ta mà người ta bị rớt, mình phải tu. Người ta không đi tu, mình phải tìm cách mình đi cho tu cho bằng được. Chứ không phải là họ không dẫn đoàn đi tu nữa mình nghỉ tu. Tầm bậy. Vậy thì mai mốt họ nhảy xuống biển mình cũng nhảy theo hả? Đúng không? Nó, tại sao nói mấy câu này? Có mấy cô gặp những đức nói rằng có vị trưởng đoàn này, cái tâm vị này dữ dằn lắm, là giống như trong nhóm là quý trọng người này như là Bồ Tát vậy. Nhưng mà khi cái duyên mà được người tán thán quý trọng đồ, nó đẩy lên sớm quá, mình chưa kiên cố được cái tâm quý vị. Thí dụ như mình tu hành, cái gốc mình bám chắc rồi thì tức khắc cành lá hoa quả nó phát triển thôi. Nhưng mà cái bệnh người tu mình ưa có cái bệnh là nhổ gốc đi trồng hoài. Đừng có nhổ cái gốc. Mỗi lần mà nhổ một cái cây mà trồng xuống đất á, là nó có thời gian nó mới bén rễ. Mà rễ mới hơi bén bén là mình đã nhổ gốc mình đi trồng chỗ khác nữa. Thì mình cứ nhổ hoài vậy làm sao cành lá hoa quả nó phát lên. Quý vị muốn cành lá hoa quả xum xê thì cái gốc này phải luôn luôn duy trì một chỗ, mình tưới tẩm chăm sóc nó. Gốc mà đã chắc rồi thì cành lá hoa quả tự phát triển. Nhưng mà đa phần người tu mình bây giờ cứ thích nhổ gốc, là thay đổi, cứ thay đổi, rồi chạy theo chằng cảnh. Mình phải biết mình là ai. Tại vì mình là Bồ Tát giả nên mình chưa có phải là bắt thối chuyện. Nên bây giờ mình phải trụ tâm một điểm mình tu, rồi những việc thiện mình làm toàn bộ phải đủ duyên mình mới làm. Chứ không phải mà phan duyên. Quý vị biết cả đi hộ niệm luôn mà người ta đi hoài người ta còn rớt kìa.
Chứ đừng có nói mà cái gì. Đó là đi hộ niệm, đi làm từ thiện mà ta cũng rớt luôn nữa. Cái việc đó là thiện đó, nó là thiện, nhưng mà quý vị chưa có cái góc độ nhìn thấu nên chưa sanh đức. Mà cái thiện mà nó không có cái đức thì giống như cái cây mà nó có gốc vậy. Cái đức là cái gốc, còn cái thiện nó chỉ cái thân cây và cành cây thôi. Nếu mà cái gốc này mà nó không chắc, chỉ thân cây và cành cây và lá cây, bông cây và trái cây, sao sống nổi? Quý vị nhìn một cái cây cổ thụ người ta chặt còi cọc hết, nhưng mà cái gốc nó tốt thì một ngày nào nó cũng xanh tốt, xum xê. Nhưng mà cái gốc cây nó đã chết, dù là thân cây và cành cây đang tốt, nhưng mà vài ngày sau héo hon và chết đi. Nên từ nơi đó mà mỗi một con người chúng ta tu hành cắm cái gốc cho chắc. Tu tịnh độ bám ngay cái gốc gì? Bổn nguyện niệm Phật cho chắc. Hãy nhớ. Nên từ nơi đó mình bị cái bệnh, người ta dẫn mình đi tu, tự nhiên ta bỏ tu, cái mình nói trời ơi tu như ổng, tôi thấy ổng tu là tôi phục ổng luôn. Vậy nữa mà bây giờ ổng bỏ tu, bà bỏ tu, tôi nghỉ tu luôn. Tại vì tôi thấy tôi không có cửa. Giữ như vậy mà còn rớt thì tôi sao mà đậu. Thôi tôi nghỉ tu. Tâm bại. Quý vị nhìn người đó tu giỏi, quý vị chỉ nhìn người đó tu giỏi thôi. Như cách nay 10 năm về trước, quý vị nhìn những đức, quý vị nghĩ những đức là một người tu kinh khủng lắm. Không ăn cơm. Rồi á, bằng đêm ngủ 2 tiếng mấy, quý vị nghĩ có tu dữ không? Rồi tu á, từ 11, 12 giờ mà tu cho tới 7 giờ sáng, quý vị nghĩ tu dữ không? Trời ơi thầy tu dữ quá trời dữ. Nhưng mà dữ cái gì? Nó tu như vậy thôi mà buông ra nó sân si, khó chịu, bực bội, đủ thứ chuyện kiêu ngạo ngã mạn nổi lên quá trời luôn. Vậy quý vị nhìn là quý vị chỉ nhìn bằng cái nhục nhãn mình nhìn con người này, tưởng nó họ giỏi thôi, rồi mình tán thán họ, trong khi họ không nhìn là nội tâm họ là họ quá dở. Họ quá dở luôn, dở hơn người bình thường mới tu nữa. Thì quý vị nói trời ơi cái ông này ông tu giỏi dữ lắm, ông làm bao nhiêu việc thiện luôn, vì mà cuối cùng ông rớt đài. Thôi mình không có cửa, mình thôi bỏ cuộc trước chắc ăn. Tầm bậy ghê chưa. Cái này là tầm bậy. Quý vị biết cái hình thức tu giỏi nó đâu bằng cái tâm tu giỏi. Cái tâm tu giỏi người ta không có nhìn được, nhưng mà quý vị thấy họ an lạc, họ vui vẻ, họ tự tại trong mọi hoàn cảnh, đụng cảnh động viên trở ngại gì thì họ cũng tu, đó là tu giỏi. Còn cái này tu hành mà chỉ cần khảo đảo một cái thôi thì mình bức, vậy là hoàn toàn tu dở. Đụng chuyện cái là bỏ tu là dở. Thí dụ như bây giờ á, con đường đi lên núi, đoạn đường đi được thì đi, đoạn đường đi khó đi thì cũng phải đi, nhưng chậm lại. Khi đoạn đường khó đi, đứng lại một cái để nhìn đoạn đường này, để quan sát, để coi phương hướng đi làm sao để qua cái chỗ khó này, để lên tới chót núi, thì là người đi núi kiên nhẫn. Người tu thì cũng vậy, lúc thuận duyên thì cũng phải tu, lúc nghịch cảnh thì cũng phải tu, bao nhiêu hùm gắn sói lang chặn đường cũng phải tu, cũng phải tìm cách để mà đi qua. Vậy thì mới gọi là tu. Chúng ta coi viên Tây Du Ký, chúng ta thấy thầy trò của Đường Tăng còn phải chịu bao nhiêu cái kiếp nạn đó rồi mới được gặp Như Lai. Chúng ta tu hành mà không có muốn gặp kiếp nạn thì cũng không được, mà muốn gặp kiếp nạn thì cũng không đúng. Chúng ta cứ sống mọi ngày bình thường đi, có cơm ăn cơm, có cháo ăn cháo, có đồ đẹp ăn đồ đẹp, có đồ cũ ăn đồ cũ, có vui thì cứ vui. Nhưng mà chúng ta cứ duy trì, khi đụng nghịch cảnh nghịch duyên rồi chúng ta cũng phải tu, cũng vượt qua. Gặp vui thì vui bình thường, còn gặp buồn thì cũng phải tu. Vậy thì mình là người tu. Còn bây giờ mà gặp trở ngại gì cái là không muốn tu, hoặc là tu hành cái tâm của mình chạy theo thần thông cảm ứng, rồi hoặc là thấy những cảnh duyên vi diệu gì đó rồi đặt vấn đề vào, rồi bị ma dựa phát cuồng, tâm trí rối loạn,
không có kiềm chế được nội tâm mình. Mình tu mà chính tâm mình còn chưa biết vậy thì làm sao tu? Cái tâm mình này hiện tại nó thiện hay ác, nó đang làm cái gì mà mình còn không làm chủ được thì làm sao mình tu? Như cái nhà của mình cắt lên đó, cái nhà ví dụ như cái thân vậy, mà cái nhà mình cắt lên mà người ta vô nhà mình, người ta không cần hỏi, đi vô và đi ra, người ta không cần quan tâm đến mình, như vậy thì còn gọi là cái tu hành gì nữa? Còn nếu như mà mình làm chủ được cái nhà mình thì ai vào cũng phải hỏi, cho thì vào mà không cho thì không được vào. Vậy thì ai dẫm dựa được quý vị? Tu hành mà hiểu được nguyên lý này thì quý vị biết rằng cái người mà mê vào thần thông, mê vào hình thức, những cái điều vi diệu mà bị ma dựa này kia, những việc này quý vị nên tránh xa ra. Vì nếu như người thật sự tu hành thì không có cái chuyện bị ma nhập. Ma nhập là do tâm cảnh của mình quá yếu, phước nó suy, nên chúng ta mới bị hương linh ma nhập. Bây giờ quý vị kêu ma nhập cho những đức có nhập được không? Hiểu không? Quý vị nói bây giờ những đức gặp ma, những đức nhát ma chứ những ma nhát những đức. Gặp ma những đức vượt ma chạy dù dù hết trơn, chứ đừng nói mà ma vượt những đức. Quý vị coi nghĩ như vậy đi, rồi ma nào nhát quý vị? Ma nhát coi mặt người ta, nó thấy thằng này nhát nhát thì ma nó chọc hoài. Quý vị bị ma nhập là do tâm quý vị á. Vậy làm sao nói là tu tốt? Mà đi theo những người tu như vậy thì mình tương lai cũng bị ma nhập. Mà mình tu mà mình bị ma nhập hoài thì người ta sợ. Ai mà không sợ? Gặp cái chuyện đó là thấy ngán rồi. Ai mà không muốn mình bình thường? Ai mà muốn ma nhập mình bao giờ, đúng không? Đó, nên từ nơi đó, người niệm Phật là không có cái chuyện hương linh nhập, ma nhập vào người được đâu. Chỉ có cái tâm mình không hiểu. Niệm Phật nhưng mà tưởng đâu tâm từ bi mình lớn. Tôi tâm từ bi rất là lớn, hương linh cứ nhập vô tôi đi, tôi độ quý vị. Tầm bậy. Cháu là trời, mình còn bị thối chuyển, mình kêu người ta nhập vô mình đi, tự nhiên mình cảm với hương linh, thấy hương linh nhập vô mình đi, tại sao mình không cảm với Phật á? Mình cảm với Phật mình sẽ độ hương linh, mình cảm với hương linh nó đi đưa mình đi xuống tam đồ. Chứ đừng nói chi mình độ họ, mình sao độ họ? Quý vị phải nhớ rằng Phật Pháp, Phật nói rằng Ngài là bậc toàn giác, chứ Ngài không nói Ngài là bậc toàn năng. Cái nói toàn năng là người ta nói, chứ không phải Phật nói Ngài toàn năng. Ngài nói Ngài toàn giác, có nghĩa là tất cả vũ trụ nhân sinh này Đức Phật nắm như trong lòng bàn tay, biết hết trơn rõ ràng như trong lòng bàn tay. Từ khi Đức Phật thành Phật và cho đến 12.000 năm sau, Đức Phật vẫn biết rõ ràng vũ trụ nhân sinh này như thế nào và vô lượng kiếp sau như thế nào, chừng nào vị Phật nào xuống thế, chừng nào người nào thành tựu con đường giảng sanh, Đức Phật nắm rõ như trong lòng bàn tay, mà giống như mình coi màn hình TV vậy đó. Rõ như vậy luôn, gọi là vũ trụ nhân sinh, hoàn toàn Đức Phật biết rõ hết. Đức Phật không có một chút gì mê hoặc điên đảo ở trong vũ trụ nhân sinh và tài sắc danh thực thì. Nên gọi Đức Phật là bậc toàn giác. Hiểu chưa? Toàn giác ngộ, chứ không phải là toàn năng. Nếu quý vị cho Đức Phật là toàn năng thì giống như một số tôn giáo nói rằng tin ta, ta cứu. Đức Phật không nói chuyện đó. Đức Phật là chỉ cho một cái pháp tu. Anh muốn qua sông thì anh, tôi chỉ anh cách qua sông. Anh phải tự đi qua sông, chứ tôi không có cổng anh qua sông. Anh phải tự qua sông. Như tôi qua sông là tự tôi qua sông. Tôi có cách qua sông, tôi chỉ anh cách qua sông. Nên pháp dạy người gọi là phương pháp, mà phương pháp này để giúp người ta giải thoát, chứ đâu có dùng cái câu suông rằng chỉ cần tin ta là được cứu. Vậy ta đi giết người mà tin vậy cũng cứu nữa hả? Họ đi giết người, họ làm sai tầm bậy tầm bạ mà chỉ tin mình là mình cứu à, vậy sao được? Hiểu chưa? Có nghĩa là toàn giác là tất cả những việc bất thiện, những việc hại người, những việc làm chúng sanh đau khổ là mình không có làm. Mình nhìn rõ được cái vũ trụ nhân sinh này là vô thường, từ thân vô thường, cảnh giới vô thường, tình cảm vô thường, của cải vô thường, cái gì trong cuộc đời cũng vô thường. Duyên hợp thì gặp mà duyên hết thì xa. Nó đều cùng một nguyên lý, từ chúng ta là chính và tất cả những vật thể trong cái cõi đời này đều là vô thường hết.
Hiểu được nguyên lý này rồi thì tức khắc giác ngộ nhân sinh, là từ ngay chỗ cái bản giác của Đức Phật chỉ dạy mình mà nhìn được nhân sinh này là giả tạm. Hiểu được những việc này rồi thì cuộc đời của người chúng ta đâu còn khổ nữa đâu quý vị. Đa phần là vui nhiều, vì đến với mình là tự nhiên nó quá giải liền. Tất cả những gì đến với người ta cực kỳ khó khăn xử lý, đến với mình thì rất dễ xử lý. Vì sao? Giả mà. Nó là giả mà làm sao khó xử lý được. Chúng ta chỉ có là bám chặt cho rằng nó là thật nên xử lý không có được. Bây giờ đơn giản thôi, bây giờ quý vị mà giác ngộ, quý vị sẽ nhìn thấu liền à. Trong gia đình có ba đứa con, một đứa con cực kỳ hư hỏng luôn. Quý vị mờ gia đình này lỡ hết, hai vợ chồng ba đứa con lỡ hết. Gia đình chúng ta bốn thành viên là ổn định, rất ổn định. Trong đây có một thành viên không ổn định. Vậy thì bây giờ lấy số đông, không lấy số ít. Bốn người này cùng chung tay lo cho một gia đình, người này đều là quậy phá gia đình. Vậy bây giờ tôi hỏi, bà là vợ, bà chấp nhận không không? Con chấp nhận không không? Con chấp nhận không không? Vậy có một mình thằng này mày khỏi ý kiến nữa. Tại vì bốn người nó đã là chấp nhận cái điều gia đình này là đoàn thể, gọi là chung tay. Có mình mày là phá hoại à. Nếu bây giờ tao để mày để phá hoại bốn người thì tao có tội nặng quá. Thôi được rồi, cắt hộ khẩu của mày. Vậy quyết dễ không? Nhưng mà quý vị do ái tình nên quý vị nói cắt hộ khẩu nó đi đâu? Nó khổ rồi sao? Quý vị giác ngộ một chút quý vị nói, như vậy thì sớm muộn mình cũng chết, nó cũng phải như vậy thôi. Thà bây giờ mình còn nhìn thấy cuộc đời này, mình cắt hộ khẩu nó thử coi nó đi đâu. Mình nhìn rõ ràng coi nó sống chết làm sao. Phải chi mà nó mới đẻ ra mà nó chưa quyết định được gì, mà mình cắt hộ khẩu nó thì mình có tội. Hoặc là 3, 4 tuổi, 5, 7 tuổi mà cắt hộ khẩu nó thì có tội. Nhưng nó khoảng 17, 18 tuổi mà nó đã quyết định được rồi, mà nó không nghe lời mình mà nó quậy phá căn nhà này dữ quá, thì thôi chúng ta cắt hộ khẩu nó đi. Chúng ta cho nó đi bụi đời, nó đi đâu đi kệ, nó tự sanh tự diệt. Rồi nói với nó mấy câu rằng cha mẹ thương con, anh em thương con. Có nhiều việc trong gia đình có thể tha thứ cho con, nhưng đối với xã hội, đối với con người, dân nước lã thì hoàn toàn khác hết. Con phải sống làm sao để tồn tại đối với họ. Đó là tự con phát huy con đi. Tốt thì nhờ, mà không tốt con tự chịu. Đi đi, đi. Xong việc liền. Nhưng mà do chúng ta không giác ngộ cái này, mình nghĩ rằng đây là núm ruột của mình mà gọi là sanh ra, mà bây giờ chúng ta làm sao mà bỏ nó đây? Không bỏ nó thì nó làm loạn cả nhà này tiêu tùng. Nhà mình tiêu là gốc đã tiêu rồi, thì một ngày nào làm sao cứu được cái gia đình này đây? Thà chúng ta cắt cái này, dẹp nó để giữ gia đình, đông người vẫn là tốt. Giống như những đức coi chúng chùa không gì nữa, những đức lo lắng cho chúng nhiệt tình hết lòng, nhưng người trong đây có người trở ngại những đức thì sớm muộn phải đi. Vì sao? Không dạy gì để người đó bên cạnh, nhưng bận tâm chỉ cho nó mệt. Thà thoải mái còn hơn bận tâm, thà khỏi suy nghĩ còn hơn lo âu. Nên ai nói gì mặc kệ, dẹp mày trước tính sao. Giữ được trạng thái mình thoải mái để lo cho nhiều người, nhìn đại cuộc vẫn là chính. Nhớ. Nên chúng trong chùa những đức thương yêu dữ lắm, nhưng đi ra khỏi chùa rồi những đức quên mất tiêu. Có nhiều người đi ra khỏi chùa những đức chửi họ hoài. Vì sao? Chửi người ra đi chứ ai chửi người ở lại. Họ đi rồi tội lỗi phải đổ cho họ hết. Để làm chi phải không? Để cho ở đây người ở lại cảnh giác cao độ, lấy họ để làm mẫu thôi, để làm mẫu, để dạy người ở lại cố gắng đi, tốt cho họ, đâu phải không tốt. Cái lời nói qua tay như gió thoảng qua, có cái gì đâu mà tổn hại, mà còn giúp cho họ tiêu nghiệp chứ. Người ở lại thì nghe những văn tự đó để cảnh tỉnh mình đang ở lại. Chúng ta làm việc trong Phật Pháp thì cái quan trọng là chúng ta hiểu hay không hiểu thôi. Nhớ. Nên từ nơi đó mà mỗi một người chúng ta gặp Phật Pháp á, cái quan trọng là mình nhận thức được định lực nhân quả. Cái này là cái quan trọng. Tại vì sao?
Chính mình gieo nhân sao thì quả nó đến vậy thôi. Nên tất cả chúng ta nói tới nói lui thì cũng là cái gì? Tin nhân, tin quả. Mà đã là tin nhân, tin quả rồi thì không bao giờ hờn trách. Có hờn trách cũng là giả thôi. Gọi là trong công việc đó là giả hờn trách. Giả hờn trách. Vì biết rằng có những con người bị khen, nhưng có những con người bị hờn trách họ, họ mới phát triển được. Nên hồi tối Như Đức nói chuyện với mấy anh em trong chùa, Như Đức nói một câu rằng chúng ta đến thế gian này là diễn tuồng, y rang như là diễn trò chơi vậy đó. Vui buồn được mất đều là diễn đó quý vị, diễn trò đó. Mà diễn tuồng là cái gì? Giả đó. Toàn bộ giả hết, không có cái gì thật cả. Vậy thì bây giờ có vui không? Phải vui trong giả. Có buồn không? Buồn trong giả. Như vậy thì chúng ta hướng đến chỗ nào thật? Hướng đến Tây Phương Cực Lạc là thật. Tại vì trong cái cuộc đời này nè, người vui, người buồn, người đẹp, người xấu, người khỏe mạnh, người bệnh đau. Nên cái diễn giai làm sao mà trong tất cả mọi hoàn cảnh đó phải diễn ở trong đó. Phải làm sao phù hợp với mỗi một cái con người ở trong cái số người như vậy đó mà diễn. Vậy là đúng rồi đó. Có nghĩa là học Phật đến một ngày nào nó đạt tới cái trình độ là quý vị dùng mọi cách, mọi duyên để mà diễn ở trong mỗi vai trò. Mỗi vai trò ở trong đó quý vị đều thông hiểu hết. Nhưng quý vị cũng điên điên khùng khùng ở trong vai trò đó luôn. À, đến một ngày nào quý vị học Phật quý vị sẽ hiểu. Nếu như quý vị khô cứng và cứng ngắc ở trong vai trò học Phật thì quý vị hoàn toàn sẽ không được người ta chấp nhận quý vị. Nên người học Phật chúng ta ví dụ như nước vậy đó. Như vị coi, nước vào chai thì gọi là chai nước. Nước vào lu thì gọi là lu nước. Nước vào bình thì gọi là bình nước. Mà nước vào hầm thì gọi là hầm nước. Mà nước vào sông thì gọi là sông nước. Nước vào biển thì gọi là biển nước. Quý vị dùng nước uống được, quý vị dùng nước rửa nhà vệ sinh được, quý vị dùng nước rửa mông cũng được. Quý vị coi đó. Nước có thể rửa từ đỉnh đầu mình và nước có thể rửa từ chỗ dơ giấy nhất của mình. Nhưng cái bản thể của nước vẫn luôn luôn là chấp nhận. Thì thấy cái đặc biệt vô cùng, nó vẫn là nó. Quý vị vẫn kêu nó là nước, chứ có bao giờ quý vị kêu nó là cái thứ khác đâu. Thấy không? Nên đó là biểu trưng cho chữ nhẫn trong nhà Phật. Người học Phật chúng ta như một cây chổi vậy đó. Cây chổi đi quét rác. Quét rác săn chùa cũng được. Quét rác săn đời cũng được. Không? Quét phân tiểu cũng được. Phải có không? Cây chổi quét phân tiểu. Hiểu không? Nên chúng ta là cây chổi. Nơi nào cần mình quét thì mình quét. Vậy thôi. Còn nơi nào không cần mình quét thì thôi. Đi phan viên chi ạ? Thí dụ như cây chổi này quét, chúng ta ví dụ như giờ chúng ta đi làm việc thiện đi, cũng là giúp người. Nhưng mà đủ duyên thì mình cứ làm đi. Cảm thấy vui thoải mái là làm à. Còn nếu như làm mà sân si khó chịu thì đừng có làm. Thà đừng làm niệm câu Phật hiệu còn hơn. Hiểu không? Còn bây giờ mình khuyên người ta niệm Phật, đây là việc tốt, mình khuyên người ta niệm Phật đi. Còn người ta không niệm Phật, không niệm Phật thì mình niệm Phật. Chứ bây giờ mình bắt buộc người ta làm chi? Quý vị có quyền, có tiền, quý vị mướn người ta niệm Phật à, tốt. Nhưng quý vị đừng bao giờ đặt vấn đề ông phải niệm Phật như thế nào. Miệng họ niệm được rồi thì mình trả tiền. Miệng họ niệm là mình trả tiền. Còn họ niệm nhiếp tâm hay niệm nam, niệm không nhiếp tâm, họ niệm thật, họ niệm giả, đó là chuyện của họ. Miễn họ niệm Phật thì ta trả tiền. Hiểu không? Bây giờ mình khuyên người ta niệm Phật để cầu sanh cực lạc. Cái quan trọng là mình cầu sanh cực lạc.
Người ta cầu cái gì kệ người ta, miễn ta niệm Phật là được rồi. Ta cầu giàu sang cũng được, mà ta cầu sống thọ cũng được, ta cầu con cái bình an cũng được. Chúng ta có quyền dạy người ta cầu cái gì, nhưng người ta có quyền người ta cầu cái gì, đó là chuyện của người ta, hiểu không? Nên có một cái cô này, cô nghe những đức nói bắt niệm Phật trong nhà tốt lắm. Cuối cùng ông chồng không chịu niệm Phật, bà bắt buộc ổng phải nghe. Bà bắt máy niệm Phật xung quanh ổng 4 cái, để 4 cái bao xung quanh ổng lại. Ghê chưa? Bà nói với ổng á, nếu ông mà không nghe là tôi bỏ ông. Ổng á là chưa đủ cái sức để nạp câu Phật hiệu vô quý vị. Mà xin thưa quý vị, bản thân của những đức mọi vị để 4 cái máy niệm Phật xung quanh những đức cũng chết. Một cái thôi giờ 4 cái nó sỏn tùm lum tá lả âm binh chứ. Rồi nghe thì sao đây? Nó làm mình căng thẳng thần kinh chịu không có nổi. Bà chơi 4 cái bao xung quanh ổng lại, bắt ông phải nghe. Tôi nghe thầy giảng phải dùng câu Phật hiệu để xông ớp thăng tâm. Trời ơi là dùng câu Phật hiệu xông ớp thăng tâm, nhưng mà chỉ một cái máy là đủ rồi, mà phải bắt vừa. Rồi người ta nghe quen từ từ bắt lớn lên chút, chứ người ta nghe chưa quen mà bắt lớn lên người ta nghe không có được. Bắt nhỏ nhỏ, khi người ta mới nghe bắt nhỏ nhỏ thôi, rồi từ từ á, mình dặn lên chít. Hiểu không? Dặn lên chít nữa là được. Còn bây giờ đầu tiên người ta chưa nghe quen, mình bắt ầm sao người ta ngủ được. Người ta ngủ không được 2 ngày là ta sợ cái máy niệm Phật. Mình phải bắt chút xíu thôi, để nó nghe được câu nào nó nghe một chút thôi. Rồi từ từ nó quen rồi, mình dụ nó, dẫn dụ từ từ. Rồi mình tăng lên chít, mình tăng lên từ từ. Cái đó mới là người biết phương tiện dẫn dắt người ta niệm Phật. Có nhiều Phật tử người ta ở nước ngoài đồ, người ta đâu có bắt niệm Phật nhiều trong phòng. Vì mà ta về chùa mình ta tu, bằng đêm ta ngủ đâu có được đâu. Mà ta nằm ở bên kia, nằm tuốt ở dưới kia, mà nghe cái lo ở trên cái chánh điện mình, ta ngủ không được. Những đức nghe tin như vậy, những đức bắt nhỏ xuống một chút, thấy không? Nó có nghĩa là cả chùa phải vì người ta một người bắt nhỏ lại một chút cho người ta. Có mấy ngày người ta về rồi, nên tự nhiên người ta cảm giác người ta cũng về chùa nó có cái ăn tình gì, mai mốt ta còn cơ hội về chùa tu nữa, hiểu không? Phương tiện cho chúng sanh một chút. Còn lúc bình thường chùa mà thì bắt ầm, đâu có sao đâu. Đó, nên ha, áp đặt người ta kỳ cục ghê chợ. Rồi bắt đầu ông chồng ổng á, gình, ổng trốn bà, ổng gặp những đức. Ông nói gì nè? Thầy dạy vợ con lại giùm, nó tra tấn con kinh khủng lắm thầy ơi. Những đức hỏi là nó tra tấn anh bằng cách nào? Nó nói là nó dùng thầy để tra tấn con. Dùng thầy để tra tấn con, kinh khủng không? Quý vị coi, có nghĩa là dùng câu Phật hiệu để mà tra tấn. Ghê chưa? Từ nơi đó mà quý vị biết rằng câu Phật hiệu này đối với cái người niệm Phật an lạc thì thích vô cùng. Đối với cái người mà không đủ thiện duyên mà nghe thì giống như bị tra tấn vậy đó. Người ta có thể nghe nhạc rap, phim kiếm hiệp, người ta coi ầm không sao, thích thú, đó là tần số của họ. Còn mình thì bây giờ mấy cái thứ đó mình coi mình không có thích gì mấy, nhưng mình lại thích niệm Phật. Đó là do duyên của mình niệm Phật. Còn phước duyên người ta không đủ niệm Phật thì gieo thôi, hạt giống này gieo từ từ, chăm bón nó từ từ. Còn mình nói tại sao niệm Phật an lạc gì mà ông niệm cho tôi. Ông niệm cho tôi thấy ông là cái thứ thiếu thiện căn, chữ tâm sùm như tàu lao ghê. Cái chuyện đó là chuyện của người ta, cái nghiệp duyên của người ta ai mà biết được, hiểu chưa? Tuy người ta vậy mà một ngày nào người ta tu, người ta còn giữ hơn mình nữa thì sao? Ai mà biết được trời. Nó nên từ nơi đó mà mình đừng có nói bây giờ mình tu ngon lành mình nói mình hơn người ta, chưa chắc đó. Có những người bây giờ người ta đang hư vậy mà mai mốt người ta buông xuống, người ta tu một phát một ta tiến tu luôn. Cái này là 100%. Nên được quyền gieo duyên nhưng đừng bao giờ bắt buộc. Cái quan trọng là mình lúc nào cũng vui, lúc nào cũng an lạc là ngon à. Lúc nào cũng vui, lúc nào cũng an lạc là ngon. Giống như có cái anh kia nói,
Con đi đến chùa, con nghe thầy hướng dẫn đó thầy, con vừa con làm chân thật. Trời ơi, đúng là linh thấy ghê. Cuối cùng thầy biết rằng á, làm bao nhiêu năm đâu có mua xe được đâu thầy. Đến chùa tu có 2 năm tự nhiên làm ăn được thấy ghê, mua được chiếc xe 7 chỗ. Mua được chiếc xe 7 chỗ xong á, bây giờ con dự định con mua chiếc xe 16 chỗ để chở người ta đi tu. Xe mới luôn thầy. Con thấy công nhận linh thiệt. Những đức nói nó linh này nó chỉ là pháp thế gian thôi, mà nó linh pháp á, sức thế gian là anh tín nguyện niệm Phật mới hay. Tại vì cái thế gian này nó lạ lắm, nó đến rồi nó đi. Bây giờ nó đến với anh nói những đức linh, mai mốt nó đi anh nói những đức không linh. Nên tôi cũng không có bị cái câu của anh tôi dính làm gì. Tại vì tôi cũng tính trước cái việc mà khi nó đi anh nói tôi không linh. Bây giờ anh có quyền khen tôi linh, nhưng mai mốt anh có quyền nói tôi không linh. Vậy thì tôi có quyền, tôi làm chủ tôi là tôi niệm Phật cầu sanh cực lạc. Chứ tôi không có đặt vấn đề anh khen tôi linh hay không linh. Tôi nói thật với anh, đó là phước duyên của anh khi tu nó phát triển ra. Nhưng phước duyên ở cõi đời này đến và đi, được và mất. Bữa nay nó có như vậy mà mai mốt nó mất. Nếu như anh không khéo tu, không tích lũy được phước báo thì nó đến với anh nhưng một ngày nó mất đi. Nếu như anh không dụng công tu để bồi cái gốc thì cành lá hoa quả của anh nó tự nhiên sẽ héo hon lại. Nếu mà anh mà gầy dựng tín nguyện niệm Phật suốt thì nó duy trì cả đời anh, đời con, đời cháu anh luôn. Nên chủ nhật tuần trước chúng ta học tập có một bài chia sẻ đó. Niệm Phật là phương pháp để giúp gia đình thịnh vượng, đúng không? Đó. Nên rồi những đức giải thích cho vị nghe rất rõ ràng. Chính quý vị là nghe được cái pháp mà Phật dạy, những đức là người nghe Phật và nói lại cho quý vị nghe. Từ nơi đó vị nghe, quý vị chăng thật làm, vị được lợi ích thôi đó. Mà lợi ích cái này chỉ là pháp thế gian thôi. Cái vật chất, nhà cửa, nhà lầu xe hơi là pháp thế gian thôi. Nhưng dùng cái pháp thế gian này để mà cho người ta tu hành, dẫn dắt người ta tu hành tiện một chút để đi đến sức thế gian thì anh mới bồi gốc. Còn nếu như anh nghĩ trầu công nhận nghe thầy được linh dữ lắm, ông cho cái gì linh lắm, trầu ông cho là linh dữ lắm, nên cuối cùng là quý vị mê tín. Mê tín. Thí dụ như bây giờ như đức tặng quý vị gì, quý vị rất là vui, rất là thích, đó là cái phước duyên chúng ta gặp nhau. Cái tâm thích tâm quý đó mà nghe thì chân thật cung kính biết nghe thì từ nơi đó mọi vị tu vị phát triển. Còn nếu nói rằng đây là món đồ thì đức không cho linh dữ lắm nghe thì quý vị mê tín. Cho món đồ đó đâu có linh, nhưng mà chúng ta quý nhau thích rồi chân thật nghe lời niệm Phật thì tự nhiên cái linh tánh mình xuất hiện, đó là tự mình linh chứ ở ngoài không có linh. Nên quý vị biết rằng là Đức Thích Ca Mâu Ni là bậc toàn giác mà ngài giúp cho quý vị phải toàn giác. Chứ không phải là Đức Thích Ca Mâu Ni linh, mà quý vị nghe pháp của ngài quý vị ai cũng linh hết. Thì nó đúng, bây giờ quý vị đi tìm Đức Thích Ca ở đâu mà linh? Bây giờ ngài ngồi trên bàn thờ, Phật Di Đà đứng ở trên đó vậy, thì cái linh pháp là ở đâu? Cái linh pháp là do quý vị niệm tự tánh Phật, rồi vị phát tự tánh Phật của mình ra. Nên Ấn Tổ ngài nói tại phàm không giảm, tại thánh không tăng, là tự tánh viên mãn làm Phật. Đức Thích Ca Mâu Ni khi thành Phật ngài nói một câu rằng: ta là Phật đã thành, chúng sanh là Phật sẽ thành, tất cả chúng sanh đều có đức tướng và trí tuệ giống hệt ta, phước báo y rang ta, không khác một chút nào hết chứ. Ngài nói rất là rõ ràng, nên ngài dùng cái pháp để chỉ mình, để khai thác tự tánh của mình. Chứ đâu phải nói rằng ta linh nè, con ta linh nè, các con có linh. Vậy thì họ chạy theo là mê tín, chạy theo kiểu đó gọi là mê tín. Quý vị đi đến đây nghe gì không phải mê tín, mà là nghe một phương pháp để mình áp dụng chính mình. Cái linh là ở đâu? Mình linh. Mình linh. Đó. Cái linh đặc biệt nhất là gì? Là khi trong cái cuộc đời này cái nhân cái quả đến với mình, mình đều giải tỏa được là linh đó. Thiện đến với mình cũng giải tỏa được, mà ác đến với mình cũng giải tỏa được. Kẻ thương mình cũng giải tỏa được, mà kẻ hại mình cũng giải tỏa được, là linh đó. Nó linh ngay định luật nhân quả là linh. Gọi là thông được chỗ đó rồi là tự tánh hiện lộ liền, trí tuệ phát sinh. Năng lực của mình từ cái tiềm ẩn nó sẽ phát triển ra liền. Chúng ta là bị cái vô minh che chướng, là ngay cái chỗ nào là do cái ái nhiễm trong cuộc đời che chướng trí tuệ. Nên chúng ta muốn phát triển được trí tuệ, năng lực của chính mình là phải giải trừ cái che chướng đó. Mà ngay chỗ nào ái, ái nó trở thành ngu si.
Quý vị công nhận rằng có rất nhiều cái tình cảm trong cuộc đời này, người ta có thể bỏ mạng và chết và đi đọa lạc, người ta vẫn chấp nhận luôn. Tại vì sao? Vì người ta hoàn toàn đi vào trạng thái của ngu si, vì quá ái nhiễm nặng nề. Người ta vì con, người ta thương con, người ta cực kỳ luôn. Người ta tạo bao nhiêu nghiệp, dù đi vô tù ngồi, người làm cha làm mẹ chẳng nói. Vì con, cha mẹ chịu tù tội. Đó là ái nhiễm đến mức cực điểm mà ngu si. Khi chúng ta đi vô vào tù ngồi, chúng ta khổ đau, nó ngoài này nó hư, chúng ta lại trồng ra một cái hạt giống. Mình đi vô tù ngồi, nó ở ngoài này hư, không được gì hết. Thấy không? Là do chúng ta cực kỳ ái nhiễm, nên trong ái nhiễm đó chúng ta cọ quậy ngu si, nằm trong ái nhiễm mà không chịu bước ra khỏi ái nhiễm. Cọ quậy trong ái nhiễm, kêu thoát ra, không chịu thoát ra. Nên Đức Phật đó, trong Kinh Pháp Hoa dùng đó, nào là xe trâu, xe dê, xe nai, dùng những loại xe đó là những cái phương tiện của Đức Phật. Dùng phương tiện tốt đẹp kêu này các con hãy bước ra đi. Bước ra cái gì? Bước ra cái sự chối buộc ái nhiễm đó đi. Bước ra. Ngài kêu mình bước ra để Ngài cho. Ngài nói rằng này các con khi nghe được pháp của ta là các con đang có viên ngọc quý đang gói trong vạt áo. Như vậy mà tại sao con lại không chịu dùng viên ngọc đó để trang trải cuộc sống của con tốt đẹp, mà con lại đi làm kẻ cùng tử đầu này gốc nọ đi xin ăn, không lấy viên ngọc quý đó để dùng, đến khi gặp ta thì con lại than thở, ta nói rằng con kìa, viên ngọc quý đang ở trong túi con. Từ khi con biết ta là con đã có viên ngọc quý, mà tại con không chịu dùng viên ngọc quý mà con lại làm kẻ cùng tử khổ đau đi đầu này gốc nọ đã vô lượng kiếp rồi. Bây giờ gặp lại ta thì con hiểu được rằng ta vẫn là ta, con vẫn là con. Vì tự tánh mỗi người đều là bình đẳng hoàn toàn. Đức Phật không phải nói là độ ta, mà là Đức Phật chỉ ta một phương pháp để ta tự độ. Trời, cái này quan trọng thấy ghê quý vị. Chúc quý vị an lạc nha. A Di Đà Phật. Nguyện đem công đức này hướng về khắp tất cả đệ tử và chúng sanh, đồng sanh về tịnh độ.